Rồi tôi trở lại với bài giảng nha. Thế là sau cái phần bắt đầu, sau cái phần lời nguyện giáo dân, bây giờ hết, thực sự là tôi chỉ giảng tới 2:30 thôi phải không nào? Là hết giờ rồi, nhưng mà giờ không biết là có được đi thêm một chút không? Nếu mà ông bà anh chị em không hỏi thì chúng ta mới xong được 3 giờ. Chứ còn nếu mà hỏi thì chắc là phải đến nửa đêm. Cho nên là có khi là ban hành giáo chuẩn bị đi gọi là nấu bếp, chuẩn bị nấu cơm mọi người ăn chiều luôn. Thế là sau cái phần phụng vụ lời Chúa rồi tới phần phụng vụ thánh thể. Thì phần phụng vụ thánh thể bắt đầu bằng việc chuẩn bị bàn thờ. Thì trong lúc chuẩn bị bàn thờ đó thì có cái việc đi xin gió, đúng không nào? Thế tại sao trong việc thánh lễ mà thánh thiêng tốt lành như vậy thì tại sao lại có việc đi sóc gió, đi xin tiền đấy? Nhiều người nói là tiền bạc là cứt đái của ma quỷ, tại sao đưa vào trong thánh lễ vậy? Thế tại sao đi sóc gió không bà anh chị em? Có thực mới vực được đạo phải không? Cho nên là phải có tiền để mà trả tiền nến, tiền hoa, tiền điện, tiền sưởi, tiền này kia, đúng không? À đúng, còn cái ý nghĩa gì nữa không? Nó còn ý nghĩa quan trọng hơn là như thế này. Cho nên chúng ta cứ nghĩ rằng bởi để tiền đó là chỉ để trả tiền nến, tiền hoa, tiền này kia thôi, cho nên đa số là gì? Cứ bỏ tiền gió, toàn bỏ tiền lẻ thôi. Nhiều người Việt Nam ta còn có thói quen là gì? Đi chợ một cái vài đồng lẻ mà thôi, lấy vài đồng lẻ về để đi lễ bỏ gió. Hay là nhiều ông, nhiều anh trước khi đi lễ mà có tờ 20, mày đổ tiền lẻ cho mẹ, mẹ đi bỏ gió nhà thờ nè. Thế gần như là đi lễ nhà thờ phải bỏ tiền lẻ, còn bỏ tiền chẵn thì có tội hay sao á? Đi chợ có tiền lẻ cũng để bỏ gió, mà có tiền chẵn cũng phải đổ tiền lẻ ra để bỏ gió. Thế là hầu như là chỉ được bỏ tiền lẻ thôi, còn tiền chẵn thì có tội thì phải. Phải vậy không? Mà có người nào hôm nào vội vàng đi lễ chưa kịp đổi tiền lẻ ra làm sao? Bỏ vào tờ 20 thế còn muốn thối lại. Thế là kéo ra lấy tiền thối lại. Mà giờ chẳng may bỏ vào tờ 20 mà thối lại thông thường là sẽ xấu hổ, cho nên phải lấy thật nhanh đúng không? Khỏi người ta nhìn thấy. Mà giờ bỏ vào tờ 20 mà lấy nhanh rút là tờ 50 thì làm sao? Cái lộn đó là lỗ cho giáo xứ lắm. Mà giờ một người lộn, 3-4 người lộn là lỗ vốn to rồi. Đôi khi chúng ta chưa ý thức được cái tiền bỏ giỏ đó như thế này này. Khi chúng ta bỏ cái đồng tiền vào giỏ đó là chúng ta bỏ mồ hôi, nước mắt, bỏ cuộc đời chúng ta vào đó. Để rồi tí nữa cùng với bánh, với rượu chúng ta dâng lên làm lễ vật, dâng lên Chúa. Bởi vì cái đồng tiền nó tượng trưng cho mồ hôi, nước mắt, cuộc đời chúng ta. Bởi vì phải đi làm cực khổ, đổ mồ hôi, nước mắt mới có tiền. Nhưng vừa tôi nói đấy, ngồi không ở nhà rung đùi không có tiền. Ngay cả những bà lớn tuổi rồi lãnh tiền già, lãnh tiền bệnh cũng là tiền mồ hôi nước mắt. Bởi vì phải có những người đi làm đổ mồ hôi nước mắt, đóng thuế thì chính phủ mới có tiền, để tiền mới giúp cho chúng ta được. Cho nên mọi đồng tiền, dù rằng tiền chúng ta đi làm cực khổ hay tiền già chúng ta lãnh được hay tiền bệnh chúng ta lãnh được, đều là tiền mồ hôi nước mắt cả. Cho nên khi chúng ta bỏ đồng tiền đó vào là nó tượng trưng cho mồ hôi nước mắt, cho lao công cuộc đời của chúng ta. Thế rồi tí nữa cùng với bánh, với rượu, với hy tế của Chúa Giêsu chúng ta dâng lên Thiên Chúa Cha. Vì vậy mà những ngày mà ca đoàn không hát bài dâng lễ đó, mà chúng ta nghe cha đọc cái lời nguyện sẽ là gì? Ngài dâng bánh thì Ngài nói: Lạy Chúa, chúc tụng Chúa là Chúa cả trời đất, vì Chúa đã rộng ban cho chúng con. Bánh này là hoa màu ruộng đất và công lao của con người, chúng con dâng lên Chúa. Rồi cần chén rượu thì gì? Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con. Rượu này là sản phẩm từ cây nho và công lao của con người. Có nghĩa là gì? Cái bánh, cái rượu đó, những đồng tiền đó tượng trưng cho mồ hôi, nước mắt, cho những khổ nhục lao nhọc trong cuộc đời của chúng ta. Cái tấm bánh lễ đó rẻ không có đắt, 5 đồng, 10 đồng chúng ta có thể mua được rồi. Nhưng mà để có cái tấm bánh lễ đó thì phải có những con người đi cày ruộng, đi gieo mạ, làm cỏ, tưới nước biết bao nhiêu tháng ngày cực khổ mới thu hoạch được những cái hạt lúa mì đó. Rồi về phải có những người chóc cái vỏ chấu nó ra, xay nó thành bột, đưa nó vào trong lò, nóng được mồ hôi chảy ra nhễ nhoại để nướng thành những miếng bánh đó mang đến đây cho chúng ta. Cái chén rượu đó cũng vậy. Bây giờ 7 đồng, 10 đồng, 15 đồng một chai rượu nho đó. Nhưng mà để có những cái rượu nho đó thì phải có người đi đào lỗ trồng nho biết bao nhiêu tháng ngày, tưới nước tỉa cho nó để nó ra hoa, ra quả, rồi đưa về ngâm biết bao nhiêu tháng ngày nó mới thành rượu để đưa đến đây. Cho nên cái bánh đó, cái rượu đó tượng trưng cho lao công, cho mồ hôi nước mắt, cho những khó nhọc trong kiếp người của chúng ta.
Cho nên lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tục Chúa đã rộng ban cho chúng con bánh này là hoa màu ruộng đất và công lao của con người. Chúng ta thấy chưa? Thấy có một cái mối liên kết chặt chẽ giữa thánh lễ và đời thường của chúng ta chưa? Những mồ hôi, nước mắt, những lao nhập, những vui buồn, sướng khổ cuộc đời của chúng ta đến đây để trở thành hy tế cùng với hy tế Chúa Giêsu dâng lên Thiên Chúa Cha. Cho nên đừng có chỉ bỏ tiền lẻ nữa. Từ nay đi không bỏ tiền lẻ nữa. Nên đùa vậy thôi. Rồi chúng ta thấy, tức là sau cái phần chuẩn bị bàn thờ đâu nào, và trong cái phần chuẩn bị bàn thờ chúng ta sẽ có thấy một cái điều mà nhiều ông bà anh chị em thắc mắc, đó là gì? Là khi mà mình thánh chúa rồi linh mục bỏ rượu vào trong chén lễ, rồi ngài bỏ một chút nước vào trong chén lễ, thì cái nước đó là tượng trưng cho như thế nào? Trong thánh lễ đó thì có một số lời nguyện mà trong sách lễ chỉ rằng các linh mục đọc thầm thôi, chứ không đọc lớn tiếng. Thì trong những cái lời đọc thầm đó thì có cái lời nguyện khi mà ngài bỏ nước vào trong rượu, ngài sẽ đọc như thế này: lạy Chúa, qua việc hòa nước và rượu này, xin cho chúng con được thông phần vào thiên tính của Thiên Chúa là đấng đã thông vào phần nhân tính của chúng con. Hay nói cách khác, rượu tượng trưng cho thiên tính của Chúa Giêsu và nước tượng trưng cho nhân tính. Thế là như Chúa Giêsu là Thiên Chúa mà đã nhập thể làm người, thì qua việc bỏ nước và rượu vào đó, xin cho chúng con là những con người cũng được thông phần vào thiên tính của Chúa. Nó là ý nghĩa như vậy. Qua việc nước hòa rượu này, xin cho chúng con là con người cũng được thông phần vào thiên tính của Chúa. Rồi chúng ta thấy dừng lại thánh lễ, thánh lễ lời nguyện thánh thể, thì chúng ta, tôi chỉ nói tóm gọn lại như thế này, là trong thánh lễ thì Chúa Thánh Thần luôn luôn hoạt động, đặc biệt là có hai lần mà linh mục chủ tế xin ơn Chúa Thánh Thần xuống một cách cụ thể ở trong thánh lễ. Lần thứ nhất là khi ngài đặt tay ở trên lễ vật. Lúc này ngài xin ơn Chúa Thánh Thần xuống để làm gì? Để thánh hóa lễ vật, để cho cái bánh đó trở nên mình Thánh Chúa, cái rượu đó trở nên máu Thánh Chúa. Đó là mục đích lần đầu tiên ngài xin ơn Chúa Thánh Thần xuống. Lần thứ hai ngài xin Chúa Thánh Thần xuống là sau cái lời truyền phép rồi, thì ngài đọc một cái đoạn nó như thế này: lạy Chúa, xin ban Thánh Thần Chúa xuống để thánh hóa cho những người sẽ rước mình Thánh Chúa vào, để họ được trở nên một thân thể Chúa Kitô. Hay nói rõ hơn là gì? Là lần thứ hai linh mục chủ tế xin lên Chúa Thánh Thần xuống không phải để thánh hóa lễ vật nữa, bởi vì lễ vật lúc này đã trở nên mình và máu Thánh Chúa rồi. Lần thứ hai linh mục chủ tế xin Chúa Thánh Thần xuống là để thánh hóa cộng đoàn dân Chúa, là những người sẽ rước mình máu Thánh Chúa vào, họ được hiệp nhất, họ được trở nên một thân thể Chúa Kitô. Thế là cho nên một trong những điều mà chúng ta cần phải ghi nhớ là gì? Là khi chúng ta rước mình Thánh Chúa vào, chúng ta phải yêu thương nhau, chúng ta phải hiệp nhất với nhau nên một trong Chúa Kitô. Qua bí tích rửa tội, chúng ta trở thành con cái của Thiên Chúa, trở thành thân thể Chúa Kitô. Chúng ta là chân, là tay, là tim, là gan của nhau. Phải nhớ cái điều đó. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Một cộng đoàn này bị đau khổ thì cả cộng đoàn phải cảm nhận được cái sự đau khổ ấy, bởi vì chúng ta phải hiệp nhất nên một. Đó lần thứ hai mà xin Chúa Thánh Thần xuống không phải để thánh hóa lễ vật nữa, mà là để thánh hóa cộng đoàn dân Chúa, để những người rước mình vào máu Thánh Chúa được trở nên một. Trong Tin Mừng theo Thánh Gioan chương 17, lời nguyện mục tử thì Chúa Giêsu cầu nguyện cho giáo hội được hiệp nhất, được nên một với nhau. Đó là điều tha thiết. Và khi mà giáo hội chia rẽ, đó là một cái sự căng đan rất lớn. Cho nên vì vậy giáo hội mỗi năm vào tháng 1, một trong cái tuần của tháng 1 đó, có một cái tuần gọi là cầu gì? Cầu nguyện cho sự hiệp nhất của giáo hội. Thế giáo hội giờ chia rẽ nhiều phe phái, anh em Tin Lành rồi chính thống giáo vân vân. Thế là một Chúa mà giờ chia ra thành nhiều giáo hội khác nhau. Đó, cái điều đó làm cho Chúa đau khổ lắm. Và đó là một cái gương mù gương xấu, một cái sự căng đan mà giáo hội phải cần cầu nguyện, cần đối thoại để mang lại sự hiệp nhất trong giáo hội. Thế trong một giáo xứ cũng vậy. Giáo xứ phải hiệp nhất, phải hòa thuận yêu thương nhau, thì chúng ta mới khích lệ con cháu chúng ta sống đạo tốt được. Còn nếu trong giáo xứ, trong gia đình chúng ta chia năm xẻ bảy, chúng ta cãi cọ nhau, chúng ta chia rẽ nhau, thì làm sao chúng ta khuyến khích cho con cháu chúng ta sống đạo được? Nó là những cái sự căng đan, những cái gương mù rất lớn mà chúng ta phải dành mọi thứ
để mà tránh những cái sự căng đan đó. Cho nên một trong những trách nhiệm của ban hành giáo là gì? Là làm sao để cho giáo xứ được hiệp nhất. Mọi người quan tâm tới nhau, yêu thương nhau, tha thứ cho nhau. Và chúng ta nhớ là gì? Khi chúng ta tha thứ cho ai thì đừng có nghĩ rằng chúng ta ban phát một ân huệ cho họ. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta tha thứ cho ai là chúng ta ban phát một ân huệ cho họ. Không phải đâu. Khi chúng ta tha thứ cho người khác là chúng ta đang tự giải thoát mình đấy. Bởi vì có ai hận thù người khác mà bình an không? Có ai hận thù người khác mà ăn ngon ngủ yên không? Chỉ có khi chúng ta tha thứ, chúng ta hòa bình thì chúng ta mới ăn ngon ngủ yên thôi. Cho nên chúng ta tha thứ là chúng ta đang tự giải thoát cho chính bản thân mình. Một cái câu nói đùa tôi cũng hay giỡn đó là gì? Là khi ai làm cho chúng ta cái gì khó chịu bực thì chúng ta hay nói là bực mình quá không nào? Cái ông làm cho tôi bực mình quá. Nhưng mà ai bực mình là ngu. Tại sao vậy? Nó làm cho mình khổ cho mình bực mình, mà bực mình là gì? Ăn không ngon ngủ yên có nghĩa là bực mình, mình tự mình làm khổ mình thêm nữa. Người ta làm khổ mình chưa đủ sao mà mình còn muốn tự mình làm khổ mình nữa. Cho nên khi người ta làm chúng ta khổ đó thì không nên bực mình mà phải sướng mình. Đúng không? Đó mới là cái cách trả thù tốt nhất. Mà sướng mình mà cách gì? Thay vì bực quá được không ăn ngon không ngủ yên được, phải hôm đó phải đi mua cái gì thật ngon về ăn. Ăn được con người, ăn một cách đá điếu, ăn cười sung sướng, xong ngủ một giấc rồi diện thật đẹp đi chơi. Đó mới là cái cách trả thù cao tay không nào. Chứ giờ nó làm cho mình khổ rồi mình buồn rồi mình không ăn được rồi mặt rầu rú, đặc biệt các bà các cô được càng già càng xấu đi nữa. Thế là có đi chơi, đi thẩm mỹ viện bao nhiêu thì mặt nó có nhăn nhúm như cái quả krum đó nào. Đó nào. Cho nên để cho các bà các cô các ông anh vậy tươi trẻ thì mình phải tha thứ. Mà tôi thấy rằng cái người mà hay cười thì đẹp lắm, đúng không? Người hay cười thì nó đẹp. Thế chịu khó cười hơn một chút nữa. Nhưng mà tùy lúc mà cười nhá. Trong lúc mà cha đang dâng lễ lại cười nữa thì cái đấy không bình thường. Hay cười nhưng mà phải tùy lúc mà cười đâu nào. Nhưng người ta đến đám tang người ta lại cứ cười ha hả ra thì không xong rồi. Thế là chúng ta phải tha thứ, phải yêu thương để được sao chúng ta bình an. Và đó là cách chúng ta giải thoát cho chính mình, chứ chưa phải ban phát ân huệ cho ai đâu. Mà tự chúng ta giải thoát cho mình như thế. Người ta làm khổ mình bao nhiêu năm nay chưa đủ hay sao mà mình còn muốn tự làm khổ mình và thù hận nữa. Cho nên hãy tự giải thoát mình đi bằng cách tha thứ và tập tha thứ. Rồi, còn nhiều lắm nhưng mà thời gian không có nhiều thì thôi tôi đến tới phần rước lễ. Trong thánh lễ nhiều người nghĩ là cái phần chúc bình an là cái phần gọi là mật thiết nhất, không phải vậy. Nhiều người cứ nghĩ là phần chúc bình an là cái phần mật thiết, cho nên nhiều người bạn trẻ là gì? Chạy từ đầu nhà thờ này sang đầu kia, ôm nhau lắc qua lắc lại rồi, vợ chồng hôn nhau rồi làm đủ thứ trò cả. Không phải là chúng ta ban bình an cho nhau mà là bình an của Chúa. Mà trong luật phụng vụ nó là gì? Là chúc bình an tùy theo cái văn hóa của mình. Thế là có những văn hóa thì người ta bắt tay, có những văn hóa thì cúi đầu, vậy là đủ rồi. Không phải quay qua nhiều khi chúc bằng cái gì, ô chào anh lâu rồi mới gặp anh khỏe không? Đó không phải là cái lúc để làm cái chuyện đó. Thế ban bình an của Chúa cho nhau, cái giây phút mật thiết nhất ở trong thánh lễ là gì? Là khi chúng ta rước lễ. Là khi chúng ta rước lễ, tại sao vậy? Chúng ta chia với nhau cùng một tấm bánh, cùng một thân thể Chúa Kitô. Khi một cái người mà cùng chia cho nhau một miếng bánh, trong lúc đó có phải là cái sự thân thiết không? Trong gia đình cùng ăn với nhau một mâm cơm với nhau. Thế rồi cả một giáo xứ cùng chia với nhau cái bữa tiệc của Chúa đấy. Đó là cái giây phút mật thiết nhất đây này. Đặc biệt như hôm qua tôi nói đấy. Khi cha đưa mình thánh Chúa Kitô thì nói làm sao? Không có thanh kiều mà cũng không có cho con xin nha. Thế là amen. Thế là amen đầu tiên là gì? Là tuyên xưng niềm tin của chúng ta vào sự hiện diện của Chúa trong phép thánh thể. Dù là một tấm bánh hay là một cái vụn nhỏ thôi. Cho nên cái khăn thánh giải trên bàn thờ, cái khăn vuông đó mục đích là gì? Là để hứng những cái vụn mình thánh Chúa chẳng may rớt vào đấy. Dù như một bộ vụn mình bánh nhỏ cũng là Chúa Giêsu hiện diện cả thiên tính và nhân tính của Ngài ở trong đó. Chúng ta nói amen là chúng ta ước như vậy, chúng ta tin như vậy. Sự hiện diện của Chúa trong phép thánh thể này. Thứ hai, một ý nghĩa thứ hai là gì? Là khi chúng ta nói amen, có nghĩa chúng ta tuyên xưng rằng tôi tin tất cả những gì giáo hội tin
và tôi tuân phục những gì giáo hội dạy. Hay nói cách khác là chúng ta hiệp thông trọn vẹn trong đời sống của giáo hội. Vì vậy mà một người phạm tội trọng không được lễ, bởi vì một người phạm tội trọng là đã tự do tự nguyện tách mình ra đời sống đó. Một người bị vạ tuyệt thông là đã tự mình tự do tự nguyện quyết định tách rời ra sự hiệp nhất trọn vẹn trong đời sống của giáo hội. Hay là những anh chị em tin lành, vì họ không hoàn toàn tin tất cả những gì chúng ta tin, không hiệp nhất trọn vẹn trong đời sống của giáo hội, cho nên họ không rước mình Thánh Chúa, bởi vì mình Thánh Chúa là dấu chỉ của sự hiệp nhất trọn vẹn. Cho nên khi người ta không hiệp nhất trọn vẹn thì người ta không nên rước lễ, bởi vì rước lễ là dấu chỉ của sự hiệp thông trọn vẹn, là tin những gì giáo hội tin và sống những gì giáo hội dạy. Còn khi họ không làm điều đó thì họ không bị ép buộc để làm để rước lễ. Nhưng mà rước lễ là một việc quan trọng như vậy, nhưng mà nhiều khi chúng ta lại coi thường. Ngày xưa ở Việt Nam khi tôi còn là thiếu nhi đó, thì tôi nhớ các sơ dạy chúng tôi rước lễ cẩn thận lắm, nhưng mà sao sang đây tôi thấy nhiều người không biết cách rước lễ nữa. Thế nhân đây tôi cũng chỉ lại luôn cái cách rước lễ cho nó đúng nha. Thế rước lễ thì giáo hội cho phép chúng ta rước lễ bằng hai hình thức, bằng miệng hoặc bằng tay, đúng không nào? Thế giờ nếu chúng ta rước lễ bằng miệng thì chúng ta phải làm gì nào? Đầu tiên chúng ta phải làm gì? Đầu tiên là phải mở miệng ra. Nhiều người lên rước lễ bằng miệng mà cứ mím miệng vào thì lại thì tôi đút vào đâu? Đúng nào? Chẳng lẽ đút vào mũi à? Thế muốn rước lễ bằng miệng được, đầu tiên là gì? Há miệng ra. Mà đừng há to quá. Tôi không phải nha sĩ, không cần phải đếm mà ai còn bao nhiêu cái răng sâu, bao nhiêu cái răng thật, răng giả. Không cần thiết, mở miệng ra vừa phải thôi. Thấy không nào? Thứ hai là phải làm gì? Thè lưỡi ra. Bởi vì mở miệng mà không thè lưỡi thì tôi phải đút vào. Mà tôi đút vào tôi chưa kịp lấy tay ra, ông bà chị ông cạp xuống thì làm sao? Mất vệ sinh, thấy không nào? Nước miếng dính vào tôi lại phải cầm bình Thánh Chúa đưa cho người khác. Mà tôi cũng không chở, muốn trở thành cha thắng cụt. Thế là mở miệng ra. Thứ hai là thè lưỡi ra. Mà thè cho đúng. Bởi vì nhiều người có thè lưỡi nhưng thè làm sao? Thè chề xuống như dứ ma tôi về này. Ấn như vậy. Có mà nhiều khi vậy tôi không biết để mình thắng, sao tôi lại phải ấn chặt vào thì không được. Thè lưỡi ra vừa phải để lưỡi thắng. Thế là cha linh mục để mình Thánh Chúa vào, rồi từ từ chúng ta đưa lưỡi vào ngậm miệng nghiêm trang, chúng ta đi xuống. Và khi rước lễ, nếu chúng ta muốn cúi đầu hay bái gối thì chúng ta phải cúi đầu hay bái gối trước khi chúng ta lãnh mình Thánh Chúa. Có thể cúi đầu, có thể bái gối, tùy mình lựa chọn. Và khi đã rước mình Thánh Chúa rồi thì đi về chỗ ngồi, chứ không còn bước qua đây rồi cúi đầu ở đây nữa, không có cúi gì nữa cả. Nhiều người cứ nghĩ càng cúi nhiều có nghĩa là đạo đức, không có phải vậy. Rối đấy. Bởi vì lúc đó Chúa trong lòng chúng ta rồi, cho nên không cúi đâu nữa cả, đi về chỗ ngồi thôi. Có cúi là cúi trước khi rước mình Thánh Chúa này. Trước khi rước mình Thánh Chúa, chúng ta chào Chúa. Chúng ta rước mình Thánh Chúa. Rước xong rồi chúng ta đi về chỗ chúng ta ngồi, chúng ta quỳ để cảm ơn Chúa, để suy niệm về phép thánh thể, chứ không cúi đâu nữa cả. Đâu nào? Rồi, nếu rước bằng tay thì phải làm sao? À, nếu được nên giữ tay mình sạch sẽ. Thứ hai là gì? Là để như thế này và để lên trên cao như cái ngai tòa đấy. Nhiều người rước bằng tay mà cứ để dưới rốn như thế này, cứ để đâu cả, để như cái ngai tòa như thế này. Đâu nào? Rồi, cha để mình Thánh Chúa vào đây, vào tay. Chúng ta bước sang một bước, chúng ta dùng cái tay phải này cầm mình Thánh Chúa đưa vào miệng của chúng ta, rồi chúng ta đi xuống. Chứ đừng là vừa rước rồi lúng qua lúng cổng cứ cầm đi như vậy, không hay. Thấy không nào? Và đặc biệt có nhiều người gì rước lễ bằng tay, nhưng mà lại nghĩ rằng tay của mình bất xứng để cầm mình Thánh Chúa, chứ làm gì? Thay vì cầm lên trước đây, eo cái về này. Có không? Có, mà có nhiều nữa là khác. Đã rước bằng tay rồi nhưng mà lại nghĩ rằng tay mình bất xứng, cho nên không cầm mình Thánh Chúa đưa miệng mà nó liếm một cái này. Vừa không đẹp mà lại mất vệ sinh nữa. Những cái này nó rất là đơn giản, đúng không? Chúng ta thấy cười như vậy nhưng mà nhiều khi chúng ta làm không có đúng. Làm không có đúng. Cho nên hôm nay tôi chia sẻ vậy rồi. Hôm nào tôi đến đây dâng lễ nữa, tôi xem rước lễ như thế nào. Có biết chưa vào miệng chưa hay là lại liếm đây này. Thế là rước mình Thánh Chúa rồi, chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta rước Chúa một cách trang trọng, tôn kính, trang nghiêm. Và chúng ta rước Chúa vào lòng rồi
thì chúng ta phải biết rằng Chúa yêu thương chúng ta cho đến cùng. Ân sủng của Thiên Chúa đang trong con người chúng ta. Chúng ta là một cái nhà tạm di động, cho nên lời nói cử chỉ của chúng ta phải ý thức cái điều đó, và cũng phải tôn trọng Chúa ở trong người khác nữa. Phải tôn trọng Chúa trong người khác nữa. Và khi rước Chúa vào rồi thì không thể không làm bác ái. Một trong những cái ân sủng liên kết trực tiếp với Thánh Thể là gì? Là làm bác ái. Chúng ta rước Chúa vào lòng, Chúa đã đối xử bác ái với chúng ta bằng cách cho chúng ta chính bản thân Ngài. Chúa đối xử bác ái với chúng ta thì chúng ta cũng phải bác ái với người khác. Phải giúp đỡ cho những người đang đau khổ, những người đang thiếu thốn, những nhu cầu của giáo xứ, giáo hội. Chúng ta không thể đến để xin lòng bác ái của Thiên Chúa mà lại keo kiệt với anh em mình. Cũng vậy, cũng như chúng ta đến thánh lễ, chúng ta ăn năn sám hối xin Chúa tha thứ lỗi lầm của chúng ta, thì chúng ta không thể không tha thứ cho người khác. Thánh Basilio cả đã nói như thế này: chỉ có những con người không biết xấu hổ, chỉ có những con người vô liêm sỉ mới xin Chúa tha thứ cho mình mà lại không muốn tha thứ cho anh em. Tôi nghĩ rằng trong chúng ta không ai muốn bị gọi là người vô liêm sỉ, là người không biết xấu hổ. Thế là chúng ta đến xin Chúa tha thứ cho chúng ta, chúng ta cũng phải cố gắng tập để tha thứ cho nhau. Thánh Basilio cả đã nói như vậy: chỉ có những con người không biết xấu hổ, chỉ có những con người vô liêm sỉ mới xin Chúa tha thứ cho mình mà lại không muốn tha thứ cho anh chị em. Thế là rước lễ rồi, chúng ta đến xin lòng bác ái của Thiên Chúa, xin Chúa trợ lực nuôi dưỡng chúng ta, giúp sức cho chúng ta, thì chúng ta cũng phải giúp Chúa để mà nuôi dưỡng những anh chị em của chúng ta. Chúng ta trở nên chân lên tay của chúng ta. Và cái điều này nối kết với cái điểm cuối của tôi, đó là gì? Là sau khi rước lễ rồi, chúng ta có phần lời nguyện hiệp lễ, và đặc biệt là gì? Là phần kết lễ. Khi kết lễ, linh mục chủ tế nói rằng lễ xong ông bà anh chị em ra về bình an. Đây không có hoàn toàn theo nghĩa đen là ra về không bị tai nạn xe cộ, không bị ốm đau bệnh tật. Không nhất thiết phải vậy. Và đây chính là cái nghi thức sai đi. Có nghĩa là ông bà anh chị em đã đến đây để đón nhận lời Chúa rồi, đến gặp gỡ Chúa rồi, đến rước Chúa rồi. Bây giờ ông bà anh chị em hãy ra về và làm tông đồ cho Chúa đi. Ra đi và mang Chúa đến cho những người khác đi. Đó là cái nghi thức sai đi. Cho nên vì vậy khi chúng ta đến tham dự thánh lễ rồi, chúng ta ra đi phải trở nên những tông đồ của Chúa. Và trở thành những tông đồ của Chúa đầu tiên trong gia đình của chúng ta này. Cho chồng, cho vợ, cho con, cho anh chị em, bạn hữu của chúng ta. Chứ chưa nói là phải đi sang Phi Châu hay là xuống Nam Mỹ hay là ra ngã ba, ngã tư để mà truyền giáo. Và truyền giáo đầu tiên trong gia đình của chúng ta. Mà cách truyền giáo tốt nhất là gì? Là bằng gương sáng, bằng sự bác ái. Vào những thế kỷ đầu, rất nhiều người trở về với Chúa. Sách Tông Đồ Công Vụ đã nói gì? Có những ngày các tông đồ rửa tội cho hơn 5.000 người. Thế tại sao nhiều người lại trở về với Chúa vậy? Có phải là bởi vì họ được chứng kiến phép lạ, hay là bởi vì các tông đồ giảng hay không? Không nhất thiết. Bởi vì Thánh Phaolô là một nhà truyền giáo lỗi lạc, cũng là một nhà giảng thuyết lỗi lạc. Vậy mà đã có ngày giảng dai, giảng dài, giảng dở để một anh thanh niên anh ngồi anh nghe ở trên lầu mà anh ngủ gật anh ngã xuống chết. Cho nên tôi mà có giảng dai, giảng dài, giảng dở, tôi cũng không cảm thấy ái ngại đâu. Bởi Thánh Phaolô còn giảng mà người ta còn ngã chết cơ mà. Ở đây thì chưa ông bà anh chị em nào ngã cả, phải không nào? Mà nếu có buồn ngủ quá thì răng bám chặt vào nhau. Chứ còn nếu ngã ra đây mà gãy chân, gãy tay thì tôi không cứu được đâu. Tại vì Thánh Phaolô là thánh, cho nên khi các anh thanh niên anh ngã từ trên lầu xuống anh chết, thánh nhân ra làm phép lại anh sống lại được. Còn tôi thì không làm được điều đấy. Cho nên bám chặt vào nhau. Ngã ra mà gãy chân, gãy tay, gãy răng thì tôi không chữa được. Thế cho nên chúng ta đến tham dự thánh lễ rồi, chúng ta phải ra để làm chứng cho Chúa, đặc biệt làm chứng về đức bác ái. Một giáo phụ đã nói rằng những thế kỷ đầu nhiều người đã đến với Chúa bởi vì họ nói rằng gì? Hãy nhìn vào những người công giáo kìa, họ yêu thương nhau như thế nào. Là ông ta biết vào trong những thế kỷ đầu đó, đặc biệt ngay thời cánh tông đồ đó, là những người theo Chúa làm sao? Họ bán tài sản của cải đi, họ dâng cho tông đồ. Người giàu, người nghèo chia sẻ tài sản cho nhau. Họ nói hãy nhìn những người công giáo kìa, họ yêu thương nhau như thế nào. Vì vậy mà họ tuốn đến, họ trở thành những người công giáo. 2.000 năm về trước xảy ra như vậy, 2.000 năm sau nếu chúng ta cũng yêu thương nhau như vậy thì cũng còn nhiều người đến với Chúa nữa, đặc biệt là con cháu của chúng ta. Cho nên thánh lễ là nguồn mạch mọi ân sủng, thánh lễ là tột đỉnh của đời sống người Kitô hữu. Hãy chuẩn bị tâm hồn cách xứng đáng để đến tham dự thánh lễ.
Tôi xin chấm dứt ở đây. Còn ai có thắc mắc câu hỏi nào cuối nữa không? Chúng ta có 5 phút thôi. À, dạ vâng, từ từ, bây giờ anh chưa được hỏi bao giờ thì ưu tiên cho những người chưa hỏi trước đi nha. Chờ chút anh, để microphone cho mọi người nghe để tôi không có phải lặp lại cái câu hỏi. Ê, cứ chờ chút bình tĩnh. Từ từ, em nào cũng có láo nháo, em có em không phải không? Một câu thôi hả? Ăn mặc hả? Thực sự ra chính là cái này thì chúng ta không cần phải nói, bởi vì là con người thì phải biết phép lịch sự, đúng không? Thế là cái người mặc đẹp nó cũng phải tùy lúc tùy chỗ. Ví dụ bây giờ chúng ta thấy có những cô người mẫu nó cao 1m8, người ta gọi là chân dài tới nách đấy, phải không nào? Thế là nó mặc đồ này một cái đẹp, thế chúng thấy u cái cô có mặc đẹp quá, thế là cũng mua về. Chứ sao mình mặc xong nó kỳ cục, nó không vừa, bởi vì nó cao 1m8, nó có 120 pound thôi, mình 1.5m mà 200 pound thì làm sao đẹp được, mặc đẹp được. Thế là mình phải xem là cái gì nó mặc cho hợp với mình, đúng nào? Thế là bây giờ ăn mặc cũng vậy, có thể là ăn mặc những cái nó hở hang, có thể là hợp ở ngoài bãi biển, nhưng mà nó không hợp trong nhà thờ. Có những cái quần áo nó đẹp ở nơi tiệc tùng, nhưng mà nó là cái sự bất lịch sự và cái sự vô lễ ở trong nhà thờ. Thế là con người có ý thức được thì tự nhiên biết rằng lúc nào phải ăn mặc như thế nào. Chứ đâu phải là đẹp là mình cứ mặc ở đâu thì mặc, đúng không? Mà đơn giản thôi. Bây giờ mình đi gặp một tổng thống hay là đi gặp xin việc làm thôi, đúng không nào? Tôi chưa nói gặp tổng thống. Đi gặp manager nó interview, nó xin việc làm thôi. Có dám ăn mặc như vậy không? Cũng phải ăn mặc cho đàng hoàng hợp nó mới nhận làm việc. Vậy mà giờ đến gặp Chúa thì lại chẳng biết ăn mặc như thế nào. Thế là đẹp, nhưng nó phải đúng lúc đúng chỗ, chứ không là gì, nó trở thành cỡm cợt, nó trở thành trò cười và bất xứng, và chia lòng chia trí cho người khác. Thế tôi nói vậy, thương tôi không nói là phải mặc như thế nào, không nào, mặc thì có nhiều cách mặc lắm, ta phải tự ý thức lại. Dạ vâng, mời chị. Dạ thưa cha, con có một câu hỏi cho cha. Trong thời đại hiện nay, các em thanh thiếu niên giới trẻ đa số chúng nó ủng hộ cho cái nhóm đồng tính và chuyển đổi giới tính. Thì đối với bậc làm cha làm mẹ, chúng con nên giải thích như thế nào để đúng với cái hướng của giáo hội Công giáo? Vâng, cảm ơn chị. Một câu hỏi rất là hay và cũng là một cái câu hỏi rất là phức tạp. Cái vấn đề này là bởi vì nó không có đơn giản là một. Cái thứ hai đó là nhiều khi các em nó hiểu lầm rất lớn về cái giáo dục, về cái giáo huấn của giáo hội về vấn đề này. Thứ nhất, chính khoa học ngày hôm nay cũng chưa tìm được ra một cái lý do tại sao người ta lại có chiều hướng đồng tính. Để tìm một cái lý do chính xác người ta chưa tìm được, mà người ta đưa ra những cái giả thiết, có 3-4-5 cái giả thiết, nhưng một cái lý do chính xác tại sao người ta có chiều hướng đó thì giờ khoa học chưa có khẳng định được. Tuy nhiên, những người có chiều hướng đồng tính hay là những người ủng hộ thì họ đưa ra là gì? Người ta sinh ra nó đã như vậy. Có nghĩa là gì? Người ta không có sự lựa chọn. Mà người ta muốn nói là sinh ra như vậy không có nghĩa lựa chọn, có nghĩa là gì? Là họ không có trách nhiệm. Cái điểm kế tới nữa là gì? Là chúng ta phải biết rõ về giáo huấn của giáo hội. Nhiều người cứ nghĩ rằng giáo hội kỳ thị những người đồng tính, có chiều hướng đồng tính. Giáo hội không ưa những cái người đó. Giáo hội không muốn họ. Không đúng. Trái lại, giáo hội yêu thương những người có chiều hướng đồng tính. Ông bà anh chị em để ý cái từ tôi dùng nhé. Tôi không gọi là những người đồng tính hay là gay hay là lesbian, mà tôi gọi là những người có chiều hướng đồng tính. Bởi vì sao vậy? Bởi vì tôi tôn trọng cái nhân vị của cái người đó. Ngay như tiếng Anh đó, cứ gọi những người có chiều hướng đồng tính là gì? Là gay và lesbian, cái đó là sai. Tại sao vậy? Cái giới tính của một con người nó quan trọng, nhưng mà nó không định nghĩa con người đó là ai. Cho nên giờ chúng ta gọi một người là gay hay lesbian có nghĩa là chúng ta định nghĩa họ bằng giới tính của họ. Cái đó là một điều xúc phạm. Họ vẫn là một con người như bao con người khác, nhưng mà họ có cái chiều hướng đó thôi.
Cho nên trong những văn bản chính của giáo hội luôn luôn nói là gì? Những người có chiều hướng đồng tính. Chứ giáo hội không nói là những người gay hay lesbian hay là những người đồng tính, mà là những người có chiều hướng đó, vì tôn trọng cái nhân phẩm, nhân vị của họ. Họ cũng là con cái của Thiên Chúa, họ cũng được Thiên Chúa tạo dựng, cho nên giáo hội tôn trọng và giáo hội yêu thương họ. Và không những yêu thương họ, mà có khi còn phải yêu thương họ hơn nữa. Tại vì giáo hội nó làm sao? Những người có chiều hướng đó, họ đang phải vác một cái thập giá thật nặng trong cuộc đời của họ. Cho nên họ cần lời cầu nguyện của chúng ta. Họ cần sự nâng đỡ của chúng ta để họ có thể sống tốt được. Cho nên giáo hội ghét tội chứ không ghét người có tội. Những người có chiều hướng đồng tính, họ không có tội. Nếu họ sống theo cái chiều hướng đó thì họ mới phạm tội. Còn giờ họ có chiều hướng đó nhưng họ không phạm tội, họ không sống theo chiều hướng đó thì họ đâu có tội. Tuy rằng cái chiều hướng đó là chiều hướng không có tự nhiên, đúng không nào? Tự nhiên thì đàn ông thích đàn bà thích đàn ông. Còn giờ đàn ông thích đàn ông, đàn bà thích đàn bà thì nó là một cái chiều hướng không tự nhiên. Nhưng mà không tự nhiên nó không đồng nghĩa với là có tội. Cái chiều hướng đó không đúng. Nhưng mà nếu như họ có chiều hướng đó nhưng mà họ vẫn tuân thủ luật của Chúa và giáo hội bằng cách gì? Sống độc thân khiết tịnh. Thì không những họ không có tội mà họ cũng có thể trở thành thánh nữa là khác. Cho nên giáo hội mới kêu gọi là gì? Là chúng ta phải cầu nguyện cho những người có chiều hướng đồng tính, nâng đỡ họ, khích lệ họ để họ có thể tiếp tục phát thập giá với Chúa Kitô để sống độc thân khiết tịnh. Cái điều khó không? Khó, rất khó. Cho nên chúng ta phải cần cầu nguyện với cho họ, nâng đỡ, an ủi, khích lệ họ. Cho nên nhiều các em cứ nghĩ rằng giáo hội kỳ thị, giáo hội ghét bỏ, cho nên là họ nói giáo hội sai. Không phải vậy. Giáo hội quan tâm, giáo hội yêu thương và giáo hội kêu gọi họ sống đúng luật của Chúa và giáo hội. Còn bây giờ nói rằng nhiều bạn trẻ nói là họ yêu nhau, tại sao cấm họ yêu nhau? Yêu là tốt, yêu là tự nhiên, cho nên phải để cho họ được yêu nhau, quyền lựa yêu nhau. Trong tình yêu nó cũng phải có trách nhiệm. Khi người ta yêu nhau mà không có trách nhiệm thì thứ nhất sớm muộn gì cũng đau khổ. Và không những mình đau khổ mà còn hủy hoại những người khác nữa. Cho nên ngay trong tình yêu nó cũng phải có trách nhiệm. Tình yêu vợ chồng đấy, thế nào? Bây giờ một người chồng có vợ rồi, có vợ rồi không có nghĩa là sẽ không bao giờ yêu một người nào khác, đúng không? Sẽ có những lúc tự nhiên là thấy cô nào nó xinh xinh hay hay. Cũng nhiều khi đem lòng nhớ nhung gì đó. Có không? Có chứ. Ở đây có ông nào dám nói rằng từ ngày cưới vợ đến giờ chưa bao giờ cảm thấy thích ai nữa không? Anh tôn thờ em suốt đời không? Hay là có bà nào mà nghĩ rằng từ ngày lấy chồng giờ là thấy ông nào đẹp trai phong nhã cứ tưởng như là cục đá thôi không? Thế là ngay trong tình yêu vợ chồng cũng phải có trách nhiệm, đúng không? Thế là tại sao lại nói là muốn yêu ai thì yêu, yêu là chuyện tự nguyên lựa chọn. Nếu vậy thôi, ngày nào tôi yêu tôi ở, ngày nào tôi yêu tôi cứ yêu cả đống người như vậy à? Thế trong tình yêu nó cũng phải có trách nhiệm. Và lại đây là luật của Chúa chứ không phải luật của giáo hội. Thiên Chúa tạo dựng nên là sao? Ngay từ thuở ban đầu Thiên Chúa tạo dựng nên người nam và người nữ. Và Chúa kết hợp người nam người nữ thành vợ thành chồng, hay nói cách khác là Chúa là tác giả của hôn nhân. Và nếu Chúa đã là tác giả của hôn nhân thì chỉ có một mình Chúa mới có quyền định nghĩa hôn nhân là cái gì. Cho nên ngày hôm nay khi con người muốn ủng hộ cho hôn nhân đồng tính, muốn cho phép hôn nhân đồng tính là con người đang cướp cái tác quyền từ tay Thiên Chúa vào quyền tay của con người để tái định nghĩa hôn nhân. Thiên Chúa là tác giả của hôn nhân. Ngay từ ban đầu Thiên Chúa đã kết hợp người nam và người nữ. Mà nếu Thiên Chúa ta biết là ai là tác giả của cuốn sách gì thì người đó có cái bản quyền, đúng không? Không ai có quyền sửa chữa nếu không được phép của người đấy. Thì nếu Thiên Chúa là tác giả của hôn nhân thì chỉ có một mình Thiên Chúa mới có quyền định nghĩa hôn nhân là cái gì, mới có một mình Thiên Chúa mới có quyền sửa đổi hôn nhân là cái gì. Còn khi con người tự ý muốn tái định nghĩa hôn nhân đằng giữa hai người đàn ông người đàn bà thì chính con người đang cướp cái tác quyền từ tay Thiên Chúa vào trong tay của mình. Còn nhiều điều lắm, là thôi tôi chỉ tạm thời chia sẻ một chút như vậy thôi nha. Đã quá giờ rồi, tôi xin thứ nhất chân thành con xin cảm ơn cha xứ, cha phó. Cái này cứ nói không được, viết giấy luôn rồi. Sợ mất cơ hội. Vâng, cảm ơn ông. Tôi còn trở lại đây mà, bởi vì cha xứ cũng còn ưu ái cho nên là vài tuần nữa tôi sẽ trở lại. Cho nên không có sợ là mất cơ hội đâu nhé.
Nhớ là khi tôi đã nói là có ai câu hỏi không thì phải mau mắn, chứ đừng chờ ngày cuối hôm nay. Tôi khổ không bà, anh chị em cũng khổ. Thưa cha, phần phụng vụ thánh lễ có cầu câu giáo dân thưa: xin Chúa nhận hy lễ bởi tay cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng con và toàn thể hội thánh người. Vậy con hỏi cha, mưu ích đúng hay là lưu ý đúng? Thưa, mưu ích là đúng đó. Tại sao? Mưu ích có nghĩa là gì? Là dâng cái này lên để ích lợi cho chúng con. Nó có ích lợi cho chúng con, chứ không phải lưu ý mà là mưu ích cho chúng con. Bởi vì cái việc làm này nó mang lại lợi ích cho chúng con, nó mang lại ân sủng cho chúng con, cho nên nó là mưu ích. Con nghe có người đáp là lưu ích. Ích mãi là ích cóc nữa thì chết. Đó là mưu ích, cha cho chúng con biết rõ là sinh mưu ích cho chúng con, có nghĩa là sinh lợi cho chúng con đấy, làm lợi cho chúng con, ban ân sủng cho chúng con. Dạ vâng. Con xin cảm ơn cha xứ, cảm ơn cha phó ban hành giáo đã tín nhiệm con để mời con đến đây để chia sẻ với quý cụ ông bà anh chị em trong 4 ngày qua. Tất nhiên là những chia sẻ con nó chưa có hoàn hảo, bởi vì thời gian giới hạn và kiến thức của con cũng có giới hạn, cho nên con chỉ chia sẻ những gì có thể thôi. Còn những gì thiếu sót thì mong quý cha ông bà anh chị em cũng lượng thứ cho. Và hy vọng rằng trong tương lai chúng ta còn có nhiều cơ hội để học hỏi, không phải với con đâu mà với những cha khác, với những người khác nữa. Con cũng xin chân thành cảm ơn quý cụ ông bà anh chị em đã bỏ thời gian quý báu để đến đây, rồi chúng ta cùng học hỏi với nhau, rồi chúng ta hiểu biết hơn, biết Chúa hơn, biết thánh lễ hơn, để chúng ta yêu mến Chúa, yêu mến thánh lễ, đặc biệt là giúp cho nhau vác thập giá mỗi ngày trong cuộc đời, để rồi chúng ta chết đi với cái tôi, với con người cũ của chúng ta. Trong mùa chay thánh này chúng ta hoán cải để được biến đổi, để rồi cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cùng được sống lại với người. Con xin chân thành cảm ơn. Chúng ta cũng dâng một kinh kính mừng để xin Đức Mẹ cầu bầu cho bình an trong giáo xứ, đặc biệt là cho bình an ở bên Ukraine, cho những nạn nhân của chiến tranh. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần chúc lành cho ông bà anh chị em. Chúng ta không thở thì chúng ta chết. Thế là linh hồn của chúng ta, đời sống thiêng liêng của chúng ta không có cầu nguyện thì cũng chết. Cho nên cầu nguyện không phải là một sự lựa chọn theo cái nghĩa là optional, hay có nghĩa là cầu nguyện không phải là khi chúng ta thích thì cầu nguyện, không thích thì không cầu nguyện, hay khi thuận tiện thì chúng ta cầu nguyện, hoặc là khi chúng ta không thuận tiện chúng ta không cầu nguyện. Không phải vậy. Mà cầu nguyện là một nhu cầu cần thiết và cấp thiết, không thể thiếu được. Và có thể là cuộc sống của chúng ta đôi khi gặp những sự bất an, mất quân bình, chao đảo. Tất nhiên có nhiều lý do, nhưng một trong những lý do chính là có khi chúng ta đã không có một đời sống cầu nguyện, đặc biệt một đời sống cầu nguyện cho nó đầy đủ, cho nó trọn vẹn. Cho nên Ngài mới nói rằng một trong những cái nhu cầu cần thiết trong xã hội cũng như trong giáo hội ngày hôm nay là giáo hội phải làm sao để cho những người tín hữu cảm nhận được sự khát khao để cầu nguyện. Làm sao để cho mọi người cảm thấy rằng họ khát khao cầu nguyện, họ thèm khát cầu nguyện, và cầu nguyện thực sự là một nhu cầu không thể thiếu được, để cho họ cảm thấy thích cầu nguyện. Như trong bài giảng của thánh lễ tối hôm qua, thánh lễ khai mạc kính Pháp Thánh Thể, cha Bình trong bài giảng của Ngài, Ngài có nói là một trong những cái lỗi của giáo hội, đặc biệt là lỗi của chúng tôi là những em linh mục, các giám mục, là chúng tôi đã không giúp cho ông bà anh chị em thêm lòng yêu mến Pháp Thánh Thể. Thì ngày hôm nay cha Jacques Philippe cũng nói rằng một trong những điều mà giáo hội cần thiết phải làm cho giáo dân ngày hôm nay, làm cho mỗi người giáo dân làm sao để cảm thấy khao khát cầu nguyện, muốn cầu nguyện.
Tôi hy vọng rằng trong buổi chia sẻ hôm nay, tôi sẽ cố gắng với tất nhiên với ơn của Chúa, bởi vì Chúa Thánh Thần mới là cái tác giả chính, là thuyết trình chính. Tôi chỉ là cái công cụ Ngài sử dụng thôi. Và bài ngày mai tôi sẽ nói tới một cái điểm Ngài nói, ngoài cái việc làm sao để cho mọi người tín hữu cảm thấy khát khao yêu thích cầu nguyện ra, thì ngày mai bài kế tiếp thì tôi sẽ nói để chủ đề là làm sao để giúp cho người giáo dân biết cách cầu nguyện. Thứ nhất là làm sao để khát khao cầu nguyện. Thứ hai là làm sao để biết cách mà cầu nguyện. Có lẽ là ông bà anh chị em nói rằng làm sao lại phải dạy chúng con cầu nguyện, bởi vì chúng ta đã cầu nguyện lâu nay rồi, thưa ông bà anh chị em. Ngay chính các tông đồ còn phải nói với Chúa Giêsu cách đây vài tuần trong bài tin mừng, các ông nào nói gì? Lạy Thầy, xin dạy cho chúng con cầu nguyện. Chính các tông đồ cũng nói với Chúa Giêsu rằng hãy dạy cho chúng con cầu nguyện. Thế ngày hôm nay mỗi người chúng ta, dù rằng chúng ta đã cầu nguyện nhiều lần, nhiều năm, và có thể là nhiều người cầu nguyện rất sốt sắng hơn cả anh em linh mục tu sĩ chúng tôi nữa, nhưng mà hôm nay chúng ta hãy cùng với mẹ Maria trong tâm tình khiêm tốn để chúng ta cùng nhau học cầu nguyện, học để làm sao xin Chúa Thánh Thần dạy cho chúng ta cầu nguyện. Bởi vì Thánh Phaolô tông đồ cũng nói rằng nếu không có ơn Chúa Thánh Thần, chúng ta cũng không biết cầu nguyện làm sao cho phải nữa. Cho nên chúng ta khiêm tốn để xin Chúa Thánh Thần dạy cho chúng ta cầu nguyện. Thế là bây giờ cầu nguyện quan trọng như thế nào? Tại sao chúng ta lại phải khao khát cầu nguyện? Thưa, lý do thứ nhất để chúng ta cảm thấy khao khát cầu nguyện và chúng ta nên cầu nguyện, đó là cầu nguyện là một yếu tố chính cho đời sống đức tin. Nếu chúng ta nói rằng chúng ta tin Chúa mà chúng ta không cầu nguyện, chúng ta chẳng nói chuyện với Chúa, thì chúng ta tin cái gì? Cho nên khi chúng ta cầu nguyện là nơi mà chúng ta diễn đạt niềm tin của chúng ta. Khi ông bà anh chị em cầu nguyện là chúng ta đang tuyên xưng đức tin của mình vào Thiên Chúa. Vì tin rằng có Chúa cho nên chúng ta mới cầu nguyện. Còn nếu không tin có Chúa thì cầu nguyện để làm gì? Cho nên chính việc cầu nguyện là nơi mà chúng ta biểu lộ niềm tin của chúng ta vào một đấng siêu phàm, một đấng siêu nhiên, vào một Thiên Chúa. Chúng ta không thể nói rằng tôi tin vào Chúa mà lại chẳng bao giờ cầu nguyện. Tôi chưa nói rằng chúng ta có cầu nguyện sốt sắng hay là không, mà đặc biệt hôm nay tôi muốn nói nhiều hơn về cầu nguyện riêng. Cầu nguyện thì có thể chia thành hai loại cầu nguyện chính. Thứ nhất gọi là phụng vụ. Phụng vụ bao gồm thánh lễ và bảy bí tích, được gọi là phụng vụ. Đó nghĩa là những cái giờ cầu nguyện chính, những giờ cầu nguyện chung của giáo hội. Và một cái loại cầu nguyện khác gọi là các cái việc đạo đức, ví dụ như là lần chuỗi mân côi, đọc kinh lòng Chúa thương xót, đọc kinh ông thánh nọ bà thánh kia, vân vân, được gọi là việc đạo đức. Thì trong đó có những giờ cầu nguyện riêng. Các giờ cầu nguyện chung của giáo hội có nghĩa là thánh lễ và các bí tích rất quan trọng, không thể thiếu được. Nhưng mà những giờ cầu nguyện riêng cũng không kém phần quan trọng. Đây là nơi mà chúng ta thực sự cảm nghiệm, đi vào một cái mối tình, một cái liên hệ cá nhân giữa chúng ta với Thiên Chúa. Và thưa ông bà anh chị em, Thiên Chúa yêu thương chúng ta không có phải chung chung đâu. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng Thiên Chúa yêu thương con người có nghĩa Thiên Chúa yêu ai cũng như ai, không phải vậy. Thiên Chúa yêu tất cả mọi người, nhưng mà Thiên Chúa yêu mỗi người một cách khác nhau, không ai giống ai cả. Thiên Chúa yêu thương tôi khác với ông bà anh chị em, bởi vì mỗi người chúng ta có một cá tính riêng biệt, không ai giống ai cả. Và mỗi người chúng ta có những tiểu sử riêng biệt, không ai giống ai cả. Cho nên Thiên Chúa yêu thương chúng ta, tất cả mọi người, nhưng mà trên một phương diện Ngài yêu thương mỗi người chúng ta một cách khác nhau. Bởi vì mỗi người chúng ta đều có những cá tính khác nhau, đều có những cái vui buồn sướng khổ khác nhau, đều có những cái tiểu sử khác nhau. Cho nên Thiên Chúa yêu mỗi người cách khác nhau. Và chúng ta chỉ cảm nhận được cái tình yêu của Thiên Chúa thực sự khi chúng ta cầu nguyện riêng với Thiên Chúa. Nếu chúng ta không có những giờ cầu nguyện riêng với Thiên Chúa thì chúng ta sẽ không cảm nghiệm được cái tình yêu mà Thiên Chúa dành cho chúng ta một cách cá nhân, cá biệt được đâu, thưa ông bà anh chị em. Một cái điểm nữa, nhiều khi chúng ta cứ nói rằng cầu nguyện, làm sao để cầu nguyện, là chúng ta hay nói là tới cầu nguyện là cứ xin ơn này ơn kia. Nhưng mà thưa, không phải cầu nguyện, việc chính không phải là xin ơn này ơn kia, mà việc đầu tiên của việc cầu nguyện là gì? Như tôi nói là đấy, xác định niềm tin của mình vào Thiên Chúa.
Thứ hai là cầu nguyện là việc làm của những người đang yêu. Cái điều đó quan trọng hơn là chúng ta có được cái gì hay không. Nhiều khi chúng ta cứ nghĩ rằng cái kết quả của việc cầu nguyện chúng ta là chúng ta xin có được ơn này ơn kia không. Nhiều người ví dụ những buổi làm chứng xin là tôi đã cầu nguyện Chúa chữa bệnh cho tôi cầu nguyện cho nên Chúa cho tôi gia đình tôi được công ăn việc làm, tôi cầu nguyện cho nên là tôi được cái này được cái kia. Những cái điều đó quan trọng thưa bà chị em, nhưng mà không quan trọng bằng một cái ơn đặc biệt hơn, đó là sự bình an ở trong tâm hồn. Bởi vì sao vậy? Giàu tiền của nhưng mà chắc chắn có được bình an không? Có đúng không nào? Có nhiều người rất giàu có, rất khỏe mạnh, nhưng mà tâm hồn lại rất là bất an. Có những người công ăn việc làm rất thoải mái, nhưng mà vẫn không có bình an trong tâm hồn. Đặc biệt là khi chúng ta là những người Việt Nam sống ở Hoa Kỳ, sống ở hải ngoại này, chúng ta biết rõ hơn ai hết. Ở đây chúng ta không thiếu ăn, không thiếu mặc, nhưng mà có rất nhiều cá nhân và gia đình bất an, có phải vậy không? Mà đa số những bất an của chúng ta không phải bởi vì chúng ta không đủ ăn, không phải là hoàn toàn là bởi vì chúng ta không đủ mặc, mà cũng không phải là bởi vì chúng ta không có công ăn việc làm, mà sự bất an nó đến từ những yếu tố khác. Cho nên quan trọng hơn cả nào là mạnh khỏe, cả tiền của, là sự bình an ở trong tâm hồn, thưa ông bà anh chị em. Và sự bình an ở trong tâm hồn nó chỉ có thể đến được khi chúng ta có một mối dây liên kết chặt chẽ với Thiên Chúa qua những giờ cầu nguyện. Tôi đưa ra một ví dụ cụ thể như thế này. Câu chuyện này tôi cũng đã kể nhiều lần rồi. Khi tôi còn là một đan sĩ tại Montreal thì nhà thờ của chúng tôi ở trên đồi. Rồi có một thầy, cứ hàng ngày là buổi tối là thầy có trách nhiệm ra để đóng cửa nhà thờ. Thế một ngày kia khi thầy tới giờ rồi thầy đóng cửa nhà thờ thì thấy một người phụ nữ, người Mỹ ngồi ở trong nhà thờ một mình. Bà ta đang cầu nguyện. Thì thấy cũng là một người tế nhị thì bà thầy mới ngồi chờ để cho khi nào bà cầu nguyện xong ra về thầy mới đóng cửa nhà thờ. Thế thầy ngồi chờ 5 phút rồi 10 phút rồi 15 phút bà vẫn ngồi ở đó bà không ra về. Thì thầy không chờ được nữa thầy mới tế nhị mới nói rằng thưa bà xin lỗi bà. Tới giờ chúng tôi đóng cửa nhà thờ rồi bà có thể ra về và hôm sau bà trở lại có được không? Thì bà ta quay lại bà ta nói với thầy như thế này. Làm ơn cho tôi ngồi thêm một ít phút nữa. Bởi vì chiều hôm nay tôi vừa mới nhận được tin đứa con gái duy nhất của tôi đã bị tai nạn xe qua đời rồi. Và tôi không biết làm gì hết. Khi tôi ngồi đây để nhìn thấy Chúa Giê-xu trên tượng chuộc tội trên thánh giá đó, tôi cảm thấy được an ủi, tôi không biết làm gì hết, tôi không biết đi đâu hết. Tôi chỉ biết ngồi đây và ngồi đây cảm thấy cho tôi được thêm sức mạnh, sự bình an. Và bà ta xin được ngồi thêm vài phút nữa. Chúng ta thấy đó là một ví dụ rất cụ thể. Chỉ có khi chúng ta với Chúa, chỉ chúng ta kết hiệp mật thiết với Chúa, chúng ta mới thật sự tìm được nguồn sức mạnh, nguồn bình an từ đáy sâu thẳm trong tâm hồn của chúng ta mà thôi, không ở nơi khác. Lúc đó dù bà ta, ai có cho bà ta 1 tỷ đồng, bà ta cũng chẳng cảm nhận được sự bình an. Lúc đó bà ta có khỏe mạnh, bà ta gì, chỉ có ở trong Chúa, nơi Chúa, trong giây phút cầu nguyện đó, bà mới cảm nhận được sự bình an thực sự, thương bà anh chị em. Chính bản thân tôi cũng có kinh nghiệm đó. Vào năm 2012, khi tôi đang học ở bên Roma, thì có một buổi tối, tôi bị đau bụng. Đau kinh khủng lắm, tôi không biết là tại sao. Đau đến mức độ là tôi ngồi cũng không được, đứng cũng không được, nằm cũng không được. Cả đêm tôi không ngủ được. Cứ ngồi một chút, lại đứng lên, nằm xuống một chút, lại đứng lên. Suốt cả một đêm như vậy tôi chỉ mong làm sao cho trời nó tảng sáng ra một chút để tôi đi bệnh viện cấp cứu mà thôi. Trong lúc đau như vậy thì tôi cũng có nghĩ tới những bà anh chị em, những người nằm trong bệnh viện, những người bị ung thư, những người bị liệt 5 năm, 10 năm thì tôi nghĩ tới họ thì tôi rằng tôi phục họ, kính trọng họ và tôi thấy rằng nếu như không có ơn của Chúa, họ không có thể chịu đựng được liệt lào, ốm đau bệnh tật mấy năm như vậy đâu, bởi vì tôi đây chỉ có một đêm thôi mà đã sống dở chết dở rồi thì những người đó không có ơn Chúa trợ lực làm sao họ có thể chấp nhận những cái đau khổ như vậy được. Nhưng mà trong những lúc như vậy tôi đã làm gì? Tôi chỉ có biết cầu nguyện thôi. Tôi
tôi cầu nguyện rồi đến lúc mà tôi đi cấp cứu thì ở bên Ý thì họ làm việc rất là quan liêu. Cho nên khi tôi đến bệnh viện cấp cứu nha, mà tôi ngồi làm giấy tờ, tôi ngồi cả một tiếng đồng hồ, chẳng bác sĩ y tá nào đưa tôi vào cấp cứu tôi cả. Tôi cứ ngồi đấy tôi lại cầu nguyện, cầu hết kinh này kinh khác rồi tôi chẳng biết cái gì nữa. Thì tôi nhớ tên ông thánh nào bà thánh nào thì tôi kêu cầu ông thánh bà thánh đấy. Có bao nhiêu thánh tôi kêu hết, không chừa một ông thánh bà thánh nào. Cứ tôi nhớ được, ngồi lại nhớ tới ông thánh này nhờ bà thánh kia, tôi cứ kêu vậy. Rồi kinh cầu này kinh cầu kia, thì cuối cùng là gì, tôi chờ một tiếng rưỡi đồng hồ, bác sĩ y tá chẳng ai làm gì tôi hết. Thế tôi đứng lên tôi đi về. Tôi đi về mà cũng chẳng, tôi cũng chẳng báo cho gì đó. Tôi đi bộ về, tôi đi bộ về thì tự nhiên nó lại hết đau dần. Rồi tôi mới vào một cái tiệm thuốc, và bên Ý thì nó cũng rẻ hơn bên Mỹ này. Bên Mỹ này thì đa số nhiều loại thuốc là phải có toa bác sĩ người ta mới bán, nhưng bên Ý thì dễ dàng hơn về vấn đề đó. Thế tôi vào cái tiệm thuốc rồi tôi cũng trình bày cái bệnh của tôi, rồi họ cho tôi thuốc, rồi tôi về tôi uống thì hết thôi. Đó. Nhưng mà cái điều mà tôi muốn nói tới không phải là cái việc mà tôi được chữa lành, tôi nghĩ rằng nó không quan trọng bằng cái việc cầu nguyện. Chính những cái lời cầu nguyện trong cái lúc đau đớn như vậy đó, nó cho tôi thêm sức mạnh, thêm niềm tin. Nó thực sự ban cho tôi cái sự bình an ở trong tâm hồn. Cho nên vì vậy mà chúng ta cầu nguyện, ông bà anh chị em, đừng cứ lúc nào chúng ta cũng phải nghĩ rằng à phải được cái gì đó về thể lý hay vật chất, mà quan trọng hơn là niềm tin của chúng ta được củng cố, là sự bình an ở trong tâm hồn, là niềm tin cậy phó thác vào Chúa, nó quan trọng hơn tất cả những cái vật chất và thể lý chúng ta có thể đạt được ở trong tâm hồn. Bởi vì những cái đó đó, những cái vật chất đó đó, Chúa không cho. Chúng ta cũng có thể cách nào đó đạt được cái điều đó, nhưng mà có những điều chỉ có Chúa mới cho chúng ta được thôi, không ai cho chúng ta được cả. Cái đó mới là cái điều quan trọng và đáng quý hơn. Thế là cầu nguyện rất quan trọng trong đời sống của chúng ta. Bây giờ tôi muốn nói tới thứ nhất, tại sao chúng ta cầu nguyện. Thưa thứ nhất, chúng ta cầu nguyện bởi vì đó là lời mời gọi của Thiên Chúa. Chúng ta không tự nhiên mà chúng ta biết cầu nguyện, thưa ông bà anh chị em. Chúng ta đừng nghĩ rằng à tự nhiên chúng ta cầu nguyện và chúng ta thấy rằng à chúng ta muốn cầu nguyện. Cầu nguyện đầu tiên là do chính Chúa mời gọi chúng ta cầu nguyện, chứ không phải đó là tự ý riêng chúng ta. Là Thánh Kinh có nói rất rõ như thế này. Trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi giáo đoàn Thessalonica chương số 5 câu 17 thì lời của Chúa nói là gì? Hãy cầu nguyện một cách liên lỉ. Lời Chúa nói như vậy. Hãy cầu nguyện một cách liên lỉ. Hay là trong tin mừng của Thánh Matthew chương 26 câu 41 nói rằng hãy tỉnh thức và cầu nguyện. Lời Chúa Giêsu dạy chúng ta hãy tỉnh thức và cầu nguyện. Rồi trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi giáo đoàn Ê-phê-sô chương số 6 câu 18 nói rằng hãy cầu nguyện luôn luôn. Pray at all times. Hãy cầu nguyện luôn luôn. Cho nên việc chúng ta cầu nguyện là đó là một lời mời gọi của Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần đánh động tâm hồn chúng ta, tác động trong tâm hồn chúng ta, thúc giục chúng ta cầu nguyện. Cho nên khi ông bà anh chị em có một ý thức rằng à mình nên cầu nguyện hay mình cần cầu nguyện, không phải tự ý chúng ta nghĩ ra đâu, mà là chính Thiên Chúa đã tác động, đã đánh động trong tâm hồn tâm trí chúng ta, thúc giục chúng ta cầu nguyện. Chứ không phải tự chúng ta, thưa ông bà anh chị em. Vì vậy Thánh Phaolô mới nói rằng không có ơn Chúa Thánh Thần chúng ta không thể làm được gì. Hay là trong các giờ kinh thần vụ đó, ở đây chắc là có nhiều người đọc kinh thần vụ hay được gọi là các giờ kinh phụng vụ đó, thì đầu các giờ kinh thần vụ mà buổi sáng sớm đó thì có câu là gì? Lạy Chúa Trời xin mở miệng con. Đó là lời cầu nguyện để biết cách cầu nguyện, thương bà anh chị em. Lạy Chúa Trời xin mở miệng con là bởi vì nếu như không có ơn Chúa, con không biết mở miệng để cầu nguyện như thế nào. Cho nên lạy Chúa xin hãy đến mở miệng con ra, giúp cho con biết cầu nguyện. Bởi vì có nhiều người vừa sáng ra mở miệng ra là đã chửi người khác rồi, có đúng không? Có không? Vừa thức dậy ra khỏi trường, ví dụ đang ngủ ngon như vậy đó, không nào? Đang ngủ ngon, vừa hôm qua đi làm về mệt, đang ngủ ngon vậy, đứa nào nó đánh dậy thức đi làm, tức quá, mẹ nó chưa ngủ được tí là gọi rồi,
Đang nào có nghĩa là vừa mở miệng ra là đã chửi người khác rồi. Cho nên là để cho chúng ta vừa mở miệng ra mà chúng ta có thể cầu nguyện tạ ơn Chúa được thì phải có ơn Chúa. Cho nên là giáo hội mới dạy chúng ta phải cầu nguyện để biết cách cầu nguyện. Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con. Thế rồi con mở miệng ra, con biết cầu nguyện, con biết chúc tụng ca khen Chúa. Rồi vào các giờ kinh khác thì là bắt đầu giờ kinh nói là gì? Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con. Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ. Có nghĩa là lạy Chúa, con sắp sửa cầu nguyện đây. Con sắp sửa làm một cái việc rất là trọng đại, rất là cần thiết. Và nếu như không có Chúa trợ giúp, con sẽ không biết cầu nguyện làm sao cho đúng, cho sốt sắng. Cho nên lạy Chúa Trời, xin mau đến giúp con, xin mau mau phù trợ cho con. Bởi vì đây là một việc rất trọng đại, và nếu không có ơn Chúa, con sẽ không làm một cách tốt đẹp và sốt sắng được. Cho nên lạy Chúa Trời, xin mau mau đến cứu giúp con. Cho nên qua cái lời kinh nhỏ bé ngắn gọn đó thôi, chúng ta đang xin ơn Chúa. Hay như lời Thánh Phaolô nói, chúng ta xin Chúa Thánh Thần dạy cho chúng ta biết cách cầu nguyện. Cho nên ngay cầu nguyện đó là một lời mời gọi của Thiên Chúa, chứ không phải tự ý riêng của chúng ta biết làm cái điều đó, mà là lời mời gọi của Thiên Chúa. Rồi một cái điểm nữa chúng ta thấy rằng trong cầu nguyện để chúng ta ý thức được, đó là khi chúng ta cầu nguyện là chúng ta đặt Thiên Chúa trên là người quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng ta. Điều này rất quan trọng. Bởi vì khi chúng ta không đặt Thiên Chúa là mục đích, là trọng tâm của cuộc đời của chúng ta, thì sớm hay muộn, cách này hay cách khác, chúng ta sẽ đi lạc đường, chúng ta sẽ mất cân bằng trong cuộc sống, và chúng ta sẽ mất bình an. Chỉ có khi chúng ta đặt Thiên Chúa làm trọng tâm của cuộc sống của cá nhân chúng ta, gia đình của chúng ta, thì chúng ta mới tìm được sự bình an, mới tìm được sự cân bằng ở trong cuộc sống. Đưa ra một ví dụ cụ thể. Giáo hội dạy chúng ta là phải giữ ngày Chúa Nhật, có đúng không nào? À, tôi muốn nói, tôi muốn dùng nhân từ là giữ ngày Chúa Nhật. Nhiều người thì hiểu làm rằng cứ đi lễ ngày Chúa Nhật là chu toàn bổn phận rồi. Kinh 10 điều răn không nói là giữ ngày Chúa Nhật theo cái nghĩa là buộc phải đi lễ ngày Chúa Nhật, mà giữ ngày Chúa Nhật có nghĩa là gì? Ngày Chúa Nhật là ngày của Chúa. Ngoài cái việc đi lễ ra thì còn kiêng việc xác. Kiêng việc xác để làm gì? Để có giờ cho Chúa, để có giờ cho vợ chồng con cái, để có giờ cho cha mẹ anh chị em và thăm viếng bạn bè và nghỉ ngơi. Hay nói cách khác là ngày Chúa Nhật giúp cho chúng ta giữ được sự quân bình, cân bằng ở trong cuộc sống. Nói về thể lý, con người thân xác của chúng ta không phải là cái máy. Cái máy mà nó chạy nhiều quá nó cũng cháy, đúng nào? Thế là con người mà cứ làm quần quật không được nghỉ ngơi phần hồn phần xác thì sớm muộn gì cũng sinh bệnh mà chết, có đúng không? Thế mà nhiều người là cứ lo đi làm, nghĩ rằng có những người chồng cứ lo đi làm, nghĩ rằng vì thương vợ thương con cho nên phải làm một tuần 7 ngày, làm không có giờ nghỉ ngơi, làm không có giờ cầu nguyện nữa. Vì thương vợ thương con, muốn có vợ con mình có nhà cửa, có xe cộ, có thể đi đây đó được. Nhưng mà làm quá như vậy sao? Bệnh phần xác cũng có, mà có khi luôn bệnh cả phần hồn nữa. Thế rồi làm gì? Bệnh chết. Chết thì để lại một tài sản kích xù như vậy cho vợ nó làm gì? Nó đi cưới đằng khác. Hoàn toàn không phải lỗi của cô đấy, đúng không? Cô đâu có cầu nguyện rồi xúi cho anh bảy mình chết đâu. Đó, anh hoàn toàn tự do tự nguyện thôi. Ngược lại, có những người vợ thế nào cũng vì thương chồng thương con đi làm, đặc biệt là các cô các chị, nhiều chị cô làm đi làm neo đấy, rất siêng năng, cũng vì gia đình, vì chồng vì con đi làm ngày làm đêm. Nhưng mà con người thì đâu có thể nào mà cứ ngủ một mình được. Thế là anh chồng anh ở nhà chiều đi làm về mà thấy vợ chưa về, anh cũng buồn đúng không? Anh cũng muốn có người tâm sự. Mà giờ vợ không có nhà tâm sự thì có khi anh lại tâm sự với cô hàng xóm thôi. Cho nên khi chúng ta không giữ sự quân bình trong cuộc sống thì nhiều những cái chuyện vấn nạn nó từ từ nó xảy ra. Cho nên Chúa và giáo hội đưa ra cái luật giữ ngày Chúa Nhật không phải cho Chúa mà là cho chúng ta. Cho chúng ta có một sự quân bình trong cuộc sống về thể lý, về cảm xúc.
về cả tâm lý nữa. Bởi vì vợ chồng phải có giờ để tâm sự chia sẻ với nhau chứ. Điều khải bây giờ cưới nhau 5 năm, 10 năm rồi, 3, 4 đứa con rồi thì tự nhiên không cần phải tâm sự nữa đâu. Mà nhiều gia đình vì không tâm sự với nhau, không chia sẻ với nhau cho nên không hiểu nhau, và từ đó hiểu lầm, và từ những sự hiểu lầm đó mới xảy ra những sự tranh chấp cãi vã làm tổn thương đến nhau. Nhiều gia đình lâu nay không còn vợ chồng con cái, không còn tâm sự với nhau nữa, mà chỉ khi nào tức nhau thì chửi nhau có, cãi nhau thì có, nhưng mà khi tâm sự thì bây giờ rất là ít, có phải không bà anh chị em? Ông bà anh chị em là những người sống trong đời sống gia đình có kinh nghiệm hơn tôi. Tôi nói có đúng không? Đa số không còn dành giờ để tâm sự với nhau. Cách đây mấy năm rồi tôi có đi giảng ở bên Virginia nhà, và có một bác đã tâm sự chia sẻ với tôi như thế này. Bác nói rằng, thưa cha, ngày xưa đó là con làm nhà hàng, mà không những một cái nhà hàng mà hai cái nhà hàng, rất thành công, làm được nhiều tiền lắm. Nhưng mà con quan sát vài năm thì con thấy như thế này, nếu con còn tiếp tục làm như vậy nữa thì con sẽ phá vỡ hết hôn nhân gia đình của các con của con. Bởi vì sao vậy? Con của con trai, con dâu, con gái, con rể đều đổ vào đi làm nhà hàng cho con hết cả. Lúc chồng làm thì vợ ở nhà, lúc vợ ở nhà chồng làm, có nghĩa là gì? Họ vợ chồng con cái chúng nó không có giờ cho nhau. Mà nếu chúng con cứ tiếp tục cái con đường như thế này, tiền chúng con vào nhiều như nước đấy, nhưng mà có khi là chính con lại làm cho vợ con cái, gia đình con gái con sẽ hoàn toàn đổ vỡ khi vợ chồng con cái nó không còn dành giờ cho nhau nữa. Mà vì hạnh phúc của các con của con, cho nên con quyết định con phải đóng nhà hàng, con phải nghỉ, để cho các con của con nó có giờ, vợ chồng con cái nó có giờ nó dành cho nhau. Cho nên chúng ta thấy, khi chúng ta không có Thiên Chúa làm trọng tâm, khi chúng ta không có sự quân bình trong cuộc sống, từ đời sống tâm linh cho đến đời sống tình cảm, đời sống thể lý, khi nó mất mất sự công bình đó thì tự nhiên những vấn nạn từ từ nó len lỏi vào trong cuộc sống của chúng ta. Lúc nào chúng ta không hay không tưởng tượng được. Khi mà tôi đi sinh hoạt với các bạn trẻ đấy, tôi nhớ một lần các bạn trẻ chia sẻ với tôi mà tôi cảm thấy rất là cảm động. Có nhiều em trẻ nói với tôi như thế này này: thưa cha, bố mẹ của con cho con ăn, cho con đi học, nhưng mà bố mẹ chúng con chưa đụng vào thân xác chúng con bao giờ. Bố mẹ con chỉ đụng vào thân xác của con khi bố con nóng lên, bố con đánh con mà thôi, đá cho một cái, tát cho một cái, đấm cho một cái, còn không thì bố mẹ con chưa bao giờ đụng vào thân xác của con cả. Một câu chia sẻ rất đau lòng. Không có một cái vỗ vai vỗ về khích lệ, không có một cái ôm yêu thương, mà chỉ đụng vào thân xác con khi tức lên, đấm cho con một cái, tát cho con một cái, hay đá cho con một cái mà thôi. Những cái sự thật nghe ra phũ phàng, nhưng mà đó là trong những kết quả của những sự chúng ta làm mất quân bình ở trong cuộc sống. Cho nên trước khi nó quá trễ, chúng ta hãy một lần nữa đặt Thiên Chúa làm trọng tâm trong cuộc đời của chúng ta, trong gia đình của chúng ta, để chúng ta từ từ lấy được sự quân bình đó. Chính bản thân tôi cũng cần làm điều đó, chứ không phải là chỉ ông bà anh chị em đâu. Những cái điều gì tôi chia sẻ với ông bà anh chị em ngày hôm nay không phải để cho anh bà anh chị em nghe không, mà lo chính bản thân của tôi cũng cần phải nghe những điều đó. Bởi vì chính bản thân tôi cũng nhiều khi rất là bận rộn, bận rộn quá cho nên là cũng có thể làm mất cái sự quân bình đi, ngay cả trong đời sống cầu nguyện. Ví dụ trong đời sống của chúng tôi tu sĩ là chúng tôi cần phải đọc kinh thần vụ, kinh phụng vụ đó, thì nó gồm 7 giờ kinh. Giờ kinh đầu tiên thì gọi là giờ kinh sách, hay là gọi giờ kinh sách. Giờ thứ hai giờ kinh sáng, rồi khoảng 9 giờ thì có giờ kinh giữa sáng, rồi trưa 12 giờ có giờ kinh trưa, rồi 3 giờ chiều có giờ kinh giữa trưa, rồi 5 hoặc 6 giờ chiều có giờ kinh chiều, và tối có giờ kinh tối. Mục đích để làm gì vậy? Để thánh hóa cả ngày sống, để chúng tôi giữ được cái sự quân bình trong ngày sống đó,
Để rồi trong ngày sống dù bận rộn hay có chuyện biến cố gì xảy ra, chúng tôi luôn luôn có Chúa như là cái cột trụ để giữ chúng tôi đứng vững, đứng chắc lại. Nhưng mà nhiều khi vì bận rộn công việc mục vụ, rất nhiều anh chị em linh mục của chúng tôi đã không cầu nguyện được đúng những cái giờ như vậy, mà đôi khi phải cầu nguyện dồn lại. Có nghĩa là gì? Chỉ có Chúa toàn bổn phận thôi, cho nên có khi sáng sớm người ra dậy thật sớm vào, đọc đủ 7 giờ, rồi cả ngày cứ vậy làm việc. Thế rồi chúng tôi Chúa toàn bổn phận, chúng tôi không mắc lỗi, nhưng mà nó lại mất cái mục đích và đánh mất mục đích và ý nghĩa của giờ kinh đi. Bởi vì giờ kinh để làm gì? Để thánh hóa cả một ngày sống mà. Thánh lễ là trọng tâm được, các giờ kinh nó như thánh hóa cả một ngày sống. Bây giờ chúng tôi lại dồn hết vào một giờ hay dồn vào hai giờ còn những giờ khác, thì chúng tôi vẫn làm, vẫn chú toàn bốn phận, nhưng mà chúng tôi lại cách nào đó đã đánh mất cái mục đích ý nghĩa của các giờ kinh thần vụ đi. Đấy là anh em chị em chúng tôi là tu sĩ đấy, mà cũng có thể đánh mất cái sự quân bình trong đời sống cầu nguyện của mình, thì huống gì là ông bà anh chị em là những người đầu tắt mặt tối với công việc hàng ngày, thì chắc chắn rất dễ để đánh mất cái quân bình trong đời sống cầu nguyện của mình, có phải ông bà anh chị em? Cho nên rằng chúng ta rất dễ, vì vậy chúng ta cần phải giữ cái sự quân bình, đặt Thiên Chúa làm trọng tâm, và khi có Thiên Chúa là trọng tâm trong cuộc đời của chúng ta, cuộc sống của chúng ta sẽ quân bình và sẽ khác. Một cái điểm nữa đó là khi chúng ta cầu nguyện thì chúng ta sẽ được nếm thử mùi vị của thiên đàng. Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta có thể nếm thử được mùi vị của thiên đàng. Tin mừng theo Thánh Gioan chương số 1 câu 51 đã nói như thế này: You will see heaven open. Có nghĩa là gì? Chúng ta sẽ nhìn thấy thiên đàng mở ra. Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta sẽ thấy thiên đàng mở ra. Bởi vì khi chúng ta cầu nguyện, thưa ông bà anh chị em, chúng ta bước vào một sự sống siêu nhiên. Chúng ta cách nào đó tạm thời rời bỏ cuộc sống này để đi vào một sự sống siêu nhiên, để gặp gỡ, để đụng chạm tới đấng mà chúng ta không nhìn thấy, không sờ nắm được. Trong thế giới này chúng ta nhìn thấy nhau, sờ nắm nhau được. Còn trong thế giới cầu nguyện là nơi mà chúng ta gặp gỡ một đấng mà chúng ta không nhìn thấy, chúng ta không sờ nắm được, mà chúng ta cảm nhận được trong đức tin mà thôi. Cho nên đó là một thế giới hoàn toàn khác biệt. Nước trời sẽ mở ra để cho chúng ta một giây phút nào cảm nghiệm được một cái hình ảnh mà chúng ta thấy rằng cụ thể nhất là gì? Là có một số các thánh đó, khi họ cầu nguyện, Chúa ban cho họ được cái ơn xuất thần, để rồi thân xác của họ vẫn ở dưới đất này, nhưng mà linh hồn họ hầu như đã được về thiên đàng rồi. Thánh Gioan Thánh Giá đã có cảm nghiệm đó. Nếu mà anh chị em nào đã từng được coi cái phim Thánh Gioan Thánh Giá đó, thì trong cái đoạn là khi Ngài trốn khỏi cái tù mà anh em Ngài nhốt Ngài trên cái tháp canh đó, Ngài trốn rồi Ngài mới đến và Ngài giảng cho các sơ dòng cắt minh, các sơ dòng kín đó, thì Ngài trong lúc Ngài đang giảng chia sẻ cho các sơ dòng kín thì làm gì? Tự nhiên thân xác Ngài bay bổng lên trên không. Bay bổng lên trên không mà Ngài cũng chẳng biết nữa. Ngài vẫn cứ giảng bình thường thôi. Các sơ thì nhìn thấy thì há hốc miệng ra nhìn, nhưng mà Ngài thì đó là những cảm giác mà hay, những cảm giác người ta nói là những cái cảm nghiệm huyền bí. Đa số chúng ta đây thì chưa có đạt được cái mức độ đó, chưa được cái ơn bay bổng lên trên không, không nào. Mà tôi cũng hy vọng là không có nhiều người bay bổng lên. Bởi vì nếu mà đây mà có nhiều người bay bổng lên thì nổi loạn cả. Mà bay bổng lên thì đã vậy rồi, nhưng mà cái lúc xuống thì xuống làm sao? Bay bổng lên mà không biết cách xuống thì cuối cùng ngã xuống rồi đứa gãy chân gãy tay thì lúc đấy lại phải xin một thánh lễ chữa lành nữa. Nhưng mà khi chúng ta cầu nguyện là chúng ta được nếm thử cái mùi vị của thiên đàng. Bởi vì chỉ có nơi thiên đàng chúng ta mới cảm nhận được sự bình an một cách trọn vẹn là thôi. Ngày nào còn trên trần gian này thì chúng ta không thể cảm nhận được sự bình an trọn vẹn được. Ngay cả trong đời tu, ông bà anh chị còn nhớ trong tác phẩm Một Tâm Hồn của Thánh Nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu, Ngài có kể một cái câu chuyện rằng Ngài nói rằng khi tôi còn bé, khoảng mấy tuổi thôi, mỗi lần đi học về thì mẹ Thánh Nữ qua đời sớm mà, cho mỗi lần đi học về thì bố Thánh Nữ hay bế Thánh Nữ đặt trên đùi của ông, và ông hay đọc một cái bài thơ, trong đó có một đoạn như thế này:
cuộc sống trên trần gian như một con thuyền, nay bến nọ, mai bến kia. Chỉ có khi nào chúng ta về thiên đàng thì mới là nhà thật thôi. Ngày nào còn sống trên trần gian, chúng ta vẫn như một con thuyền, nay bến nọ, mai bến kia. Nói như vậy không phải là các ông nay vợ này, mai vợ kia đâu nha. Và tại sao thánh nữ khi còn trẻ, thánh nữ qua đời năm có 24 tuổi thôi, nhưng thánh nữ cảm nhận được điều đó bởi vì trong cuộc đời của thánh nữ rất ngắn, nhưng mà thánh nữ đã trải qua được rất nhiều những cuộc hợp và tan. Sinh ra không lâu thì mẹ qua đời, mẹ qua đời rồi thì người chị cả trở thành những người mẹ thứ hai của thánh nữ. Chẳng được bao lâu, người chị đó lại chia tay gia đình để gia nhập vào dòng kín. Người chị thứ hai trở thành người mẹ của thánh nữ, chẳng được bao lâu lại gia nhập vào dòng kín. Và trong gia đình thánh nữ đã có những người anh trai của thánh nữ qua đời khi còn rất bé. Rồi cuối cùng bố của thánh nữ cũng qua đời nữa. Tức là trong một cuộc đời ngắn ngủi, thánh nữ đã cảm nhận được rất nhiều trải nghiệm cuộc đời hợp và tan của kiếp người. Cho nên dù trẻ như vậy, thánh nữ hiểu rằng cuộc đời con người chỉ là một con thuyền, nay bến nọ, mai bến kia, chỉ là một cuộc lữ hành mà thôi. Chỉ có khi nào về thiên đàng mới về nhà thật. Thánh nữ cảm nghiệm rất sâu sắc về sự phù vân của kiếp người. Thế là giữa sống giữa cái phù vân kiếp người này, đặc biệt là đa số những cái trăn trở đau khổ, thì để được nếm thử mùi vị thiên đàng ở một giây phút trong ngày sống của chúng ta sẽ nâng đỡ chúng ta, khích lệ chúng ta rất nhiều, thương bạn chị em. Có nhiều người thì vì đau khổ cho nên làm gì? Tìm đến rượu bia, tìm đến xì ke ma túy. Nó có thể làm cho người ta quên đi cái niềm đau khổ đó trong một giây lát nào đó, nhưng mà khi tỉnh lại rồi lại còn buồn hơn, khổ hơn nữa. Chỉ có niềm tin, chỉ có sự bình an, niềm vui nơi Thiên Chúa, nó mới là lâu dài, sâu thẳm mà thôi. Nếu chúng ta chỉ đi tìm sự an ủi, quên để quên đi những đau khổ, những chuyên chuyên của cuộc đời bằng những cái cảm giác lạ, bằng những cảm xúc lạ, cảm xúc đến, cảm xúc đi. Thế là thay vì đi tìm những cái sự an ủi, đi tìm những cái niềm vui chóng qua chóng hết đó, thì tại sao chúng ta không đến với Thiên Chúa qua đời sống cầu nguyện, để trong giây phút đau khổ đó chúng ta được phần nào nếm thử cái mùi vị của thiên đàng, để rồi chúng ta ít nhất là trong một vài phút thôi cảm nhận được sự bình an vì có Chúa ở cùng mình, để thêm sức mạnh cho chúng ta. Như lúc đầu tôi có nói đấy, nhiều người cầu nguyện thì nói rằng: thưa cha, Con nghèo nhiều năm nay rồi, con cầu nguyện xin Chúa mà con vẫn nghèo. Không biết thời tuần trước ông bà anh em nhiều người mua sổ số mega không? Lúc mà nó lên hơn 1 tỷ đồng đấy, ai mua sổ số mega tuần trước giơ tay tôi xem nào, thú thật đi. Thôi ít người thôi, có nhiều người mua nhưng mà chắc xấu hổ dám giơ tay. Và mua rồi thì có cầu nguyện là được trúng không? Tốt thôi, đúng rồi, bác này phải cầu nguyện, phải hy vọng chứ. Tôi thì không mua, nhưng mà cậu của tôi có cho tôi một vé. Tôi cũng thú thật cái điều đấy. Cậu tôi nói rằng cậu tôi không mua, nhưng mà cậu tôi về mua cho mỗi người trong nhà một tấm vé số đấy. Tôi cũng cầu nguyện. Cầu nguyện có cái gì xấu đâu mà phải che giấu, đúng không? Thế không có gì che xấu thì chúng ta vỗ tay một chia chút nào nữa. Thế nhiều người nói rằng chúng con nghèo, nhưng mà bao nhiêu cầu nguyện vẫn nghèo. Chồng con hư đốn bao nhiêu năm nay làm cho con khổ lắm. Tôi đi nhiều nơi, rất nhiều các bà các cô đến chia sẻ về sự đau khổ trong đời sống gia đình. Rất nhiều thương bạn trẻ. Cái sự đau khổ mà nhiều người đang trải qua trong sau chúng ta, mà trong đây có nhiều ông bà anh chị em chắc cũng đang trong đau khổ đó, không tưởng tượng nổi được với những đau khổ của họ. Họ cầu nguyện nhiều năm rồi. Hay có những người ốm đau bệnh tật, đã cầu nguyện nhiều năm rồi nhưng mà vẫn ốm đau bệnh tật. Đôi khi họ cũng cảm thấy thắc mắc, đôi khi cũng cảm thấy lung lay niềm tin, thực sự có Chúa không?
Nếu có Chúa thật, tại sao bao nhiêu năm nay con cầu nguyện rồi mà con vẫn đau khổ, con vẫn nghèo, con vẫn bệnh? Hay là cách đây vài tháng thì có người gửi tin nhắn cho tôi nói rằng, nếu như thực sự có Chúa và Chúa nghe lời của con cái Chúa, thì tại sao chiến tranh ở bên Ukraine vẫn xảy ra? Tại sao Chúa lại để cho con cái Chúa phải đau khổ, những đứa trẻ vô tội phải chết vì bom đạn, vì chiến tranh? Thưa ông bà anh chị em, khi chúng ta cầu nguyện, Chúa nghe, Chúa thấu hiểu, Chúa biết, và Chúa vẫn đang giúp chúng ta. Thưa ông bà anh chị em, có lẽ là vì lý do huyền nhiệm nào đó mà chúng ta, Chúa chưa cất những đau khổ, những đói nghèo, những chiến tranh ra khỏi cuộc đời, ra khỏi xã hội của chúng ta, nhưng mà Chúa vẫn giúp đỡ của chúng ta. Bởi vì tôi chỉ nói như thế này, nếu Chúa không ban ơn giúp sức cho chúng ta thì chúng ta không thể chịu đau khổ được một ngày đâu. Thưa ông bà anh chị em, chính bản thân tôi chỉ có đau một đêm thôi, đã sống dở chết dở rồi, đã làm cho tôi xác tín niềm tin rằng nếu như không có ơn Chúa trợ lực thì chúng ta không thể chấp nhận được đau khổ vì chồng, vì vợ, hay vì ốm đau bệnh tật, hay vì nghèo khó chiến tranh được quá một ngày đâu. Chúng ta sẽ hoàn toàn sụp đổ ngay. Cho nên chúng ta không biết vì lý do huyền diệu gì những đau khổ vẫn còn đó, nhưng mà Chúa có ban ơn giúp sức cho chúng ta, Chúa có trợ lực cho chúng ta. Ngay cả trong buổi chia sẻ này, có thể là nơi đây đang có những người rất đau khổ, nhưng mà hy vọng mà qua bài chia sẻ này, qua những lời cầu nguyện, có những sự quan tâm chúng ta dành cho nhau, nâng đỡ quý vị, để rồi quý vị tiếp tục cuộc hành trình đó. Có khi Chúa không cất đi những đau khổ của chúng ta, nhưng mà Chúa lại gửi những người bạn đến để chúng ta có người chúng ta trò chuyện, để người lắng nghe những đau khổ của chúng ta. Khi chúng ta đau khổ mà chúng ta biết rằng có những người cầu nguyện cho chúng ta, muốn giúp đỡ chúng ta cảm thấy được thêm sức mạnh. Khi chúng ta đau khổ nhưng mà chúng ta cảm nhận được rằng Chúa đang ở bên chúng ta, cùng đồng hành với chúng ta, thì chúng ta sẵn sàng vững bước hơn trong cuộc đời của mình. Điểm thứ năm, khi chúng ta cầu nguyện là nơi mà chúng ta biết Chúa và chúng ta biết chính bản thân chúng ta. Điều này rất quan trọng. Tiếng Việt chúng ta có câu rằng vô tri bất ngộ, có nghĩa là chúng ta không thể yêu mến ai hay là yêu mến cái điều gì mà nếu chúng ta không biết về người đó. Cho nên để cho chúng ta thực sự yêu mến Chúa thì một trong những điều kiện là chúng ta phải biết Chúa. Không biết Chúa thì làm sao yêu mến Ngài? Mà có yêu mến thì cũng chính là hời hợt thôi, nghe người ta nói thì làm vậy thôi, chứ cái nó không có sự sâu thẳm ở trong đó được. Đó là lý do tại sao mà các bạn trẻ đó, trước khi đi đến hôn nhân thì họ làm gì? Họ tìm hiểu nhau. Chúng ta tiếng Việt nói là gì? Họ tìm hiểu nhau, có đúng không? Cặp kè với nhau, tâm sự với nhau, hay nói cái khác là họ tìm hiểu nhau rồi mới đi đến hôn nhân. Phải biết rõ rồi thì chúng ta mới thực sự yêu thương nhau, mới ăn đời ở kiếp. Thế là với Thiên Chúa cũng vậy, để chúng ta có thể yêu mến, hiểu biết, chúng ta mới yêu mến Thiên Chúa được. Trong khi chúng ta cầu nguyện là chúng ta đang đi tìm hiểu Thiên Chúa. Vì vậy mà tôi nói là cầu nguyện là việc làm của những người đang yêu. Khi người ta yêu nhau thì người ta muốn dành giờ cho nhau. Khi người ta yêu nhau, người ta thích lắng nghe nhau, thích trò chuyện với nhau, đúng không? Các bạn trẻ đấy, cuối tuần xin bố mẹ là cho con đi gặp bạn trai bạn gái con, 10 giờ con về, nhưng có khi thông thường là cũng phải 10 rưỡi 11 giờ mới về, mà nếu cho thoải mái có khi sáng hôm sau nó mới về. Mà ở nhà đó cả tuần cả tháng nó học, đi làm về nó chẳng nói bố mẹ một câu gì cả, đúng không nào? Nó đi làm về cái nó lên phòng, lên phòng tới giờ ăn cơm nó không biết xuống ăn cơm nữa, mà gọi xuống nữa sao nhắn tin cho nó từ trên lầu nó xuống thôi. Thế xuống ăn cơm xong nó lại đi lên lầu đóng cửa lại. Thế là cả một ngày, cả tuần khi nó chẳng nói bố mẹ câu nào cả. Nhưng mà khi nó gặp bạn trai bạn gái nói thì nó nói chuyện cả đêm không hết. Cho tôi mới nói rằng hầu như là khi người ta yêu nhau thì người ta trở thành lắm chuyện thì phải. Nói hoài không hết. Tôi nhớ là vào mùa vọng năm trước tháng 12 tôi đi giảng ở bên Virginia, trời rất là lạnh ở trên đó. Thế khi mà tôi nói tới là gia đình và vợ chồng ấy tâm sự với nhau, dù già dù trẻ, thế là có một cặp ông bà cụ, tôi nghĩ chắc ông bà cũng phải tám mấy tuổi rồi, đi gậy đi xe lăn rồi. Khi mà tôi nói là vợ chồng phải tâm sự với nhau, ông hãy tay bà nói, thấy chưa, cha nói phải tâm sự đấy. (Cười)
Cho nên những ông bà anh chị nào đây mà không có tâm sự thường với nhau, tôi nên đi cảnh thức thì phao nào. Thế là cầu nguyện là để chúng ta biết Chúa. Mà biết Chúa không phải là biết một cách hời hợt. Đôi khi chúng ta là người Công giáo, nhưng tôi nghĩ thực sự là có bao nhiêu người biết Chúa? Rất ít. Rất ít luôn bạn chị. Chỉ có khi chúng ta ngồi thinh lặng để chúng ta tâm sự với Chúa và để Chúa nói trong tâm hồn chúng ta, chúng ta mới bắt đầu từ từ biết Chúa, mà biết Chúa một cách cá nhân, biết Chúa yêu chúng ta cách riêng như thế nào, chứ không phải là chung chung bởi vì lời của Chúa nói như vậy, hay là cha giảng như thế kia, hay là người nào nói như vậy, mà là chính cảm nghiệm của tôi đây này. Cảm nghiệm của chính cá nhân tôi. Tôi biết Chúa và biết Chúa yêu thương tôi như thế nào, Chúa đã tha thứ cho tôi như thế nào, Chúa đã kiên nhẫn như tôi như thế nào, bằng chính cá nhân kinh nghiệm của chính bản thân tôi, chứ không phải là của ai nói cho tôi biết cả. Biết Chúa theo cách đó. Rồi từ biết Chúa, chúng ta mới biết bản thân chúng ta, và biết bản thân chúng ta quan trọng lắm. Tiếng Việt chúng ta lại có câu là gì? Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Một con người biết mình một cách giỏi giang đó, một người biết mình rõ đó, thì đã ít nhất là 65-70% thành công trong cuộc sống rồi. Biết mình thứ nhất là gì? Đơn giản thôi. Biết mình có những khả năng nào Chúa cho để mình phát triển cái khả năng đó. Biết mình có những khuyết điểm nào để mình thay đổi, mình sửa. Thì như vậy thứ nhất là gì? Mình vừa có khả năng để phát triển bản thân của mình. Thứ hai là gì? Mình vừa sửa đổi con người của mình để mình sống dễ hòa hợp với những người khác hơn. Đó đã là thành công trong cuộc sống rồi. Biết mình, ví dụ Chúa cho mình ơn gì, để ngay cả việc là gì? Mình đi học ngành nghề gì. Nhiều khi các bạn trẻ ngày hôm nay thì cứ ra trường lớp 12 đừng nghĩ rằng à, thôi mình thích cái gì mình học ngành đó, hay ngành nào làm nhiều tiền mà lại nhẹ nhàng đi làm. Nhưng mà chưa chắc. Cho nhiều người ngày hôm nay ra trường nhưng mà không làm việc được, hoặc là lựa sai ngành nghề là bởi sao? Bởi vì một phần là chưa biết mình. Phải biết rằng Chúa cho mình những khả năng gì, mình học ngành gì nó thích hợp với mình, thì làm nó mới thành công, có đúng không nào? Ngay cả việc lấy vợ gả chồng cũng vậy nữa. Chúng ta cũng phải tìm hiểu xem rằng Chúa muốn chúng ta lấy vợ lấy chồng, hay là Chúa muốn chúng ta đi tu, hay là Chúa muốn chúng ta ở đời sống độc thân. Chứ không phải cứ lớn lên rồi thấy cô nào đẹp đẹp xinh xinh được cuốn về nhà. Thế chúng ta phải biết mình. Và biết mình luôn như thế này này ông bà anh chị em. Cụ thể nữa à, khi tôi làm đồng hành với các thầy trong đại chúng viện đó, thì một trong những cái buổi nói chuyện của tôi với các thầy đó, gặp riêng các thầy, tôi sẽ hỏi các thầy rằng: thầy đã có bạn gái bao giờ chưa? Có cũng được, không có cũng được, nhưng phải trước đây chứ không phải bây giờ nha. Đi tu rồi mà còn có lăng nhăng để không được. Nhưng mà trước đây, trước khi đi tu, thầy đã có bạn gái bao giờ chưa? Có thầy nói có thầy nói không. Ok, tốt. Thế giờ thầy có hay thầy không cũng được. Bây giờ thầy có thể nào diễn tả cho tôi biết rằng cái người phụ nữ lý tưởng trong cuộc đời thầy là cái người như thế nào không? Người đó cao hay là thấp? Tóc dài hay tóc ngắn? Mắt đen hay mắt nâu? Tính tình như thầy có thể diễn tả cho tôi được không? Tại sao tôi lại cần muốn cái thầy diễn tả như vậy? Có phải tôi tò mò không? Không. Là bởi vì như thế này này. Tôi muốn cho thầy biết được rằng cái đối tượng phụ nữ lý tưởng đó, bởi vì tôi muốn cho thầy biết bản thân thầy. Lý do, ví dụ tôi là linh mục, năm nay tôi làm linh mục 19 năm rồi. À, lúc nãy thầy Sáu nói tôi thụ phong năm 2013, nhưng thực sự là 2003. Cho nên là năm nay tôi cũng có một tí tuổi rồi đấy. Tôi làm linh mục 19 năm. Thế tôi đã làm việc và tiếp xúc với rất nhiều người phụ nữ rồi. Chẳng có sao cả. Nhưng mà chẳng may đến một ngày nào đó tôi có một người phụ nữ đến gặp tôi: thưa cha, con có chuyện buồn trong gia đình, con muốn gặp cha để lĩnh hướng. Thế tôi gặp nói chuyện với người phụ nữ đó 20 phút. Khi người phụ nữ đó ra về, tự nhiên lại tôi cứ nhớ tới người đó. Tôi cứ nghĩ tới người phụ nữ đó và tôi mong gặp được lại người phụ nữ đó. Có lẽ là 19 năm qua tôi gặp rất nhiều người phụ nữ rồi, nhưng mà tôi chưa hề gặp cái đối tượng lý tưởng của tôi. Nhưng mà cái đối tượng lý tưởng ngày nay đã xuất hiện trước mặt tôi rồi.
cần phải biết cái điều đó để làm gì. Để có những người phụ nữ tôi có thể gặp và nói chuyện 20 phút, 30 phút không sao. Có những người phụ nữ tôi không nên gặp riêng bao giờ, hoặc tôi không nên bao giờ gặp quá 15 phút. Bởi vì nếu tôi gặp quá cái thời điểm đó, hay tôi gặp thường xuyên, có thể là tôi sẽ sa ngã. Tôi phải biết mình, đúng không nào? Cái này không phải áp dụng cho các cha đâu, các ông, các bà cũng phải nhớ kỹ điều này. Đâu phải là lấy vợ, lấy chồng rồi sẽ không bao giờ thích đứa nào nữa, đúng không? Các ông, các bà cũng sẽ một ngày đó gặp cái người lý tưởng của mình chứ. Bà nào nói nguy hiểm quá này, thấy không? Thế là mình phải biết mình. Ngay cả các ông cũng vậy, các bà cũng vậy thôi. Sẽ có những người đàn ông, sẽ có những người phụ nữ mà mình không nên gặp thường xuyên, và không nên gặp quá 15 phút. Mà không những là không gặp ở ngoài đời, mà không gặp mặt ở trên Facebook nữa kìa. Bởi vì tôi đã có những người giáo dân nói tôi, thưa cha, nếu cha đi giảng khắp nơi đó thì cha làm ơn đưa cái thông tin này ra cho con. Bởi vì ngày hôm nay xảy ra rất nhiều cái gì? Là ngoại tình ở trên Facebook. Nào là bạn bè cũ gặp nhau hay nào? Bạn học ngày xưa gặp nhau, ở nhà thì lâu nay lấy chồng 15 năm rồi, thế chẳng bao giờ ông còn khen mình đẹp, ông chẳng bao giờ khen mình có duyên nữa. Thế lên Facebook mấy thằng bạn trai học cực cũ nữa chứ, trời ơi sao em trẻ quá vậy, không thấy em già chút nào. Ôi, nghe sao nó sướng quá. Ai mà không thích được người khác khen có, đúng không? Mà giờ ở nhà với ông chồng này cả năm nó không hề khen mình một câu, mà vừa lên Facebook cái 3-4 thằng bạn học cũ, trời ơi em đẹp quá, nhìn em không già thì thế nào hết, thế nào mà em lại còn có duyên nữa chứ. Thôi hôm nào mình gặp nhau đó đi chơi đi, thế nào, thấy chưa? Thế là vì vậy mỗi ngày đi làm về không muốn nói chuyện với chồng, không muốn nói chuyện với con nữa, cứ đi làm về là cái ngồi góc riêng là nói chuyện trên Facebook thôi. Bởi vì cái thế giới ảo nó đẹp hơn thế giới thật, đúng không? Dạ. Cái thế giới ảo nó đẹp hơn. Dạ. Đúng, 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 đúng. Nhất là ngày hôm nay các máy vi tính điện thoại nó lại có cái hệ thống gọi là Photoshop. Lên đó ai cũng đẹp cả. Lên đó ai cũng trở thành người mẫu hết đó. Cho nên nhiều khi gặp ở trên Facebook rồi ra ngoài không nhận được nhau nữa. Nhưng mà tôi không biết sao cái trường hợp của tôi lại ngược lại. Đa số những bạn trẻ giáo dân gặp tôi thì nói là, thưa cha, nhìn cha ngoài trẻ hơn trên YouTube. Và hôm qua tôi ra quán còn có một bà nói chứ, trời ơi cha ngoài đẹp quá. Thú thật tôi nghe tôi cũng thấy thích. Nhưng mà có khi tôi phải cẩn thận không những trong thế giới ảo mà trong thế giới thật luôn đấy, phải không nào? Nhiều khi thật thật ảo ảo nó không ai biết được cả. Cho nên vì vậy, chính trong cầu nguyện giúp cho chúng ta biết Chúa và biết cả bản thân chúng ta. Biết người, biết ta, trăm trận trăm thắng. Chúng ta phải sống thật với bản thân mình, phải khiêm tốn đủ để thấy được rằng những gì chúng ta có do Thiên Chúa ban cho tốt lành, và còn những gì chúng ta còn yếu đuối thiếu kém, chúng ta sửa đổi đi. Và chúng ta phải biết tránh những cái cạm bẫy mà chúng ta có thể sa ngã. Trong nhà tu chúng tôi, khi tôi giúp cho thầy, chúng tôi nói là gì? Là các thầy phải tạo một cái appropriate boundaries. Tiếng Việt có nghĩa là gì? Là phải có những cái khoảng cách an toàn trong mọi mối dây liên hệ. Đúng, đề phòng cũng đúng. Cho nên ai mà chụp hình mà cứ đứng nép sát vào tôi quá, tôi sợ lắm. Tôi cũng cần phải có cái khoảng cách an toàn đấy. Mà tạ ơn Chúa là có nhiều bà con giáo dân rất là quan tâm tới các cha các thầy, cho nên cũng bảo vệ chúng tôi, không mất tiền mướn security guard. Nhưng mà có người bảo vệ. Tôi nhớ là có một lần tôi đến giáo giảng một giáo xứ kia, thì sau khi giảng trời tối rồi,
thì bác họ của tôi đến gặp tôi nói chuyện, hai bác cháu đứng ngoài parking, thì bác ấy cũng 50 mấy tuổi rồi nhưng mà rất là trẻ trung mà còn đẹp nữa, bác ấy cũng ăn mặc trẻ trung nữa. Thế đứng nói chuyện tôi ngoài parking thế thì thấy có mấy bà đứng xa xa cứ sầm sì, cứ đứng chờ thôi, chờ một hồi rồi các bà không kiên nhẫn được nữa, các bà bàn với nhau tiến lại gần tôi và nói với bác của tôi chứ, chị này cần nói chuyện với cha cái gì nói mau lẹ thôi, khuya rồi cha đi nghỉ chứ cứ đứng với mặt kinh như thế này. Cho nên chúng ta cần cầu nguyện, cần có những giờ thinh lặng, cần có những giây phút hồi tâm để chúng ta đối diện với Thiên Chúa, để chúng ta mới thực sự cảm nhận được Thiên Chúa yêu thương chúng ta một cách cá nhân, cá thể như thế nào. Như tôi nói, không phải Thánh Kinh nói như vậy, không phải là cha này nói kia, mà chính cá nhân chúng ta cảm nghiệm được cái tình yêu đó. Và chỉ có như vậy nó mới sâu sắc, nó mới thấm sâu được mà thôi. Và khi chúng ta ngồi trước mặt Thiên Chúa, chúng ta bắt đầu tập đối diện với chính bản thân của mình, Thiên Chúa như một tấm gương, như một cuốn phim để cho chúng ta nhìn thấy cuộc đời của mình, chúng ta nhìn thấy con người của chúng ta trong tấm gương của Thiên Chúa, với những cái ưu, với những cái khuyết điểm trong con người của chúng ta, để rồi những cái ưu điểm chúng ta phát triển nó, những cái khuyết điểm để chúng ta sửa đổi nó, để rồi chúng ta bảo vệ bản thân chúng ta, bảo vệ hạnh phúc gia đình của chúng ta. Chúng ta cầu nguyện để rồi chúng ta mới cảm thông và bác ái với người khác, thưa ông bà anh chị em. Nhiều khi chúng ta cứ nghĩ rằng như hôm vừa rồi đó, nhà dòng chúng tôi có họp, thì trong một trong vấn đề chúng tôi có nói tới rất nhiều đó là gì, làm sao để tạo được cái tình huynh đệ bác ái trong cộng đoàn. Thế là anh em đưa ra nhiều ý kiến lắm, nhiều cái lý do làm sao để anh em có thể quan tâm đối xử huynh đệ nhau trong cộng đoàn. Nhưng mà cuối cùng thì có một người đưa ra cái này mà tôi thấy rất chính xác. Anh em đã nói như thế này: nếu chúng ta muốn có xây dựng được tình huynh đệ cộng đoàn, việc đầu tiên chúng ta cần làm là gì? Phải có một đời sống thiêng liêng cho thật tốt, phải có một liên hệ mật thiết với Chúa thật tốt, thì chúng ta mới đối xử huynh đệ với nhau được. Còn bây giờ trong gia đình chúng ta cũng vậy thôi. Chồng cứ nói với vợ rằng em phải yêu anh, em phải quan tâm tới anh nhiều hơn, anh phải tôn trọng anh. Rồi cha mẹ thì nói với con cái phải tôn trọng mẹ, phải biết ơn cha mẹ, rồi cha con cái này. Chúng ta chỉ nói người với người nhau không có được đâu mà anh chị em. Điều đầu tiên chúng ta phải đến với Chúa, và chính Chúa sẽ gắn kết chúng ta lại với nhau. Thiên Chúa như là cái super glue đó, như là một chất keo dán để dán chặt gia đình, vợ chồng con cái lại chúng ta với nhau. Không có Chúa, không có tình bác ái huynh đệ, không có sự cảm thông thực sự được. Tất cả chỉ là giả trá mà thôi. Nếu những sự bác ái, những tình yêu trong gia đình hay tình huynh đệ trong cộng đoàn mà chỉ dựa vào những kỹ năng của con người, nó chỉ là tạm thời thôi. Chỉ có trong Thiên Chúa, khi chúng ta đến với Chúa, Chúa sẽ đưa chúng ta đến với nhau. Đến với Chúa, Chúa sẽ tặng ban cho chúng ta sức mạnh, sự kiên nhẫn, lòng cảm thông để dành cho nhau. Không ai thực sự yêu mến Chúa mà lại chẳng yêu thương anh em mình. Thánh Gioan Tông Đồ đã rất rõ rõ là ai nói rằng tôi yêu mến Chúa mà lại ghét anh em mình là những kẻ nói phét, những kẻ nói dối, những kẻ lừa đảo. Cho nên nếu mà anh chị em muốn cho gia đình mình, vợ chồng, con cái yêu thương nhau, gắn chặt với nhau, các cộng đoàn tu sĩ nam nữ muốn sống bác ái huynh đệ với nhau, không gì hơn là hãy đến với Chúa trước tiên. Và Chúa sẽ gắn chặt chúng ta, Chúa sẽ đưa chúng ta, Chúa sẽ dạy cho chúng ta biết yêu thương nhau như thế nào. Khi tôi giảng các đám cưới, tôi nói với các bạn trẻ như thế này: khi các bạn đến trước nhà thờ, đến trước mặt Chúa và giáo hội để thề hứa yêu thương nhau, các bạn muốn yêu nhau như thế nào, vợ chồng con cái biết yêu thương tha thứ kiên nhẫn nhau nào, hãy nhìn lên Chúa Giêsu Kitô trên thập giá đấy. Chúa Giêsu chính là thầy dạy của tình yêu. Muốn yêu nhau như thế nào, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ chỉ dạy cho chúng ta biết yêu thương vợ chồng con cái, anh chị em trong các cộng đoàn tu sĩ yêu thương nhau như thế nào. Cho nên trong cầu nguyện chúng ta sẽ biết yêu mến Chúa, trong cầu nguyện chúng ta sẽ biết yêu mến tha nhân.
Và chính Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị nói là gì? Hoa trái, những hoa trái, những việc mục vụ đó, ngay cả các linh mục đi quay sứ đó, cái hoa trái của những công việc mục vụ cần phải được bắt đầu từ đâu? Từ đời sống cầu nguyện. Các linh mục phải cầu nguyện và cần có một đời sống cầu nguyện sốt sắng, để rồi qua đó mới là hoa trái, là cái việc tông đồ. Còn nếu tối ngày chỉ lo đi làm việc tông đồ mục vụ mà không có cầu nguyện thì những công việc đó từ từ nó cũng sẽ trở thành chai sạn mà thôi. Do đó dòng của mẹ Thánh Teresa Calcutta đó buộc các nữ tu trước khi đi ra phục vụ người nghèo hay là chăm sóc cho những người ốm đau bệnh tật, những người bị bệnh phong cùi, đều phải dành ít nhất một giờ để cầu nguyện với Chúa Giêsu Thánh Thể. Để qua Chúa Giêsu Thánh Thể mới là cái nguồn động lực, nguồn sức mạnh, nguồn tình yêu để cho các sơ mới có thể đi đến và đụng chạm vào những người phong cùi mà không sợ hãi. Chứ con người ai mà chẳng sợ, ai mà chẳng ngại. Nhưng mà phải đến với Chúa để rồi Chúa mới giúp chúng ta, để Chúa nhìn, giúp chúng ta nhìn thấy rằng những con người ốm đau bệnh tật lở loét đó là hình ảnh của Thiên Chúa, là Chúa Giêsu thật, để họ mới có thể đụng chạm vào. Chứ con người ai mà chẳng sợ. Tôi nhớ mà khi tôi là cơ chủng sinh năm thứ hai thần học thì chúng tôi có một cái khóa học gọi là CPE, viết tắt cho cái chữ là Clinical Pastoral Education, có nghĩa là đi làm mục thực tập học để làm mục vụ tuyên úy bệnh viện đó. Thì cái tuần đầu tiên chúng tôi vào bệnh viện làm việc thì chúng tôi có như cái tuần gọi Orientation Week, tức là được giới thiệu các chương trình. Thì trong cái tuần đó thì chúng tôi được đưa đến nhà xác, xuống nhà xác của bệnh viện đấy. Thế là họ mở cái cửa và cái tủ lạnh để xác người ra, các xác chết để trong đó, các xe mà nó, người ở Mỹ mà họ để trong những cái túi. Thế là cái người hướng dẫn tôi kéo một cái xe của một xác chết ra, mở cái zipper ra, kéo xong tia ra, thì một người đàn ông người Mỹ chết rồi, 40 mấy tuổi, và được nói là ông này bị ung thư phổi chết. Lần đầu tiên tôi mới nhìn một người chết không phải thân nhân của tôi gần đến như vậy. Tôi sợ lắm, tôi sợ. Tôi đứng vào trong góc này. Và về đêm đếm cả đêm tôi mở điện mà tôi vẫn không dám ngủ. Sợ chứ. Thế tôi nghĩ rằng chết rồi, bây giờ mới có nhìn một người chết vậy mà đã không ngủ được rồi, thì sau này đi làm thật ở trong đó thì làm sao mà ngủ đây. Mà cái tuần đầu tiên đó, khi mà tôi tới phiên, chúng tôi là có phải phiên nhau đi trực, mà khi chúng tôi trực đó là phải trực 24/24 cả ngày cả đêm, và có một mình tôi trong bệnh viện đó thôi. Thì ban ngày mọi sự không sao hết cả, mà cứ thông thường đêm tới lại mới có nhiều người chết. Tôi vừa đi nằm ngủ 11 giờ cái, chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ thôi, 5 người chết. Thế là tôi phải chạy, có người sắp chết là họ gọi là tôi phải đến để mà cầu nguyện với cái người đang hấp hối đó, và cầu nguyện với thân nhân của họ. Hay là có những trường hợp mà khi họ qua đời, thân nhân có đó, họ đưa xuống nhà xác rồi, mà khi thân nhân đến thì tôi lại cùng với thân nhân đi xuống nhà xác đó, để cho thân nhân họ được nhìn mặt người thân yêu của họ. Thưa ông bà anh chị em, với ơn Chúa từ từ tôi nó quen và tôi không thấy sợ nữa. Tức là chỉ có trong cầu nguyện với Chúa chúng ta mới có thể nhìn thấy, mới có thể trở nên bác ái với người khác. Vì vậy mà chúng ta phải cầu nguyện, nếu chúng ta thực sự muốn tha thứ cho nhau, muốn yêu thương nhau trong đời sống thì chúng ta phải có cái điều đó. Rồi cái điểm thứ nữa là trong cầu nguyện mới mang lại cho chúng ta tự do thật sự. Chỉ có việc trung thành trong đời sống cầu nguyện mới mang lại cho chúng ta tự do thật sự, không có cái gì khác cả. Tại sao vậy? Bởi vì nếu chúng ta chỉ dựa những cái điều chúng ta mong muốn vào những cái gì của trần thế này hay là của những người thân yêu của chúng ta đi chăng nữa, chắc chắn chúng ta sẽ cảm thấy bị thất vọng. Ví dụ, ai trong chúng ta cũng muốn vợ mình yêu mình nhất và yêu mình suốt đời, đúng không? Chồng cũng vậy thôi, vợ cũng vậy, cũng muốn người chồng của mình là mình là trên hết. Cái điều đó chắc tôi nghĩ ai ông bà anh chị em ai cũng muốn, đúng không nào? Nhưng mà cái điều đó tuy rằng chúng ta muốn nhưng mà nó không thực tế. Tại sao không thực tế? Là bởi vì chồng của chúng ta, vợ của chúng ta cũng là con người. Mà đã là con người thì nhân vô thập toàn, có nghĩa là sẽ có lỗi lầm. Làm sao có thể yêu chúng ta trọn vẹn duy nhất hoàn toàn được? Có một cái thực tế mà đôi khi nó hơi phũ phàng một chút.
là ngay cả những người yêu thương nhau nhất ở trần gian này, thông thường là vợ là chồng đúng nào, vậy nhưng mà vẫn có những lúc làm cho nhau bị đau lòng, làm cho nhau bị tổn thương, có không? Có những người có lẽ là đau quá nói nên lời nữa, hoặc là nói nhưng mà hầu như không còn sức lực nữa. Có. Cho nên khi chúng ta muốn cái điều đó, chúng ta hy vọng vào điều đó, và đôi khi chúng ta đòi hỏi cái điều đó nơi người chồng, nơi người vợ, nơi con cái, nơi cha mẹ của chúng ta, một cách nào đó là chúng ta đòi hỏi một cách quá đáng. Nó không thực tế. Cha mẹ nào cũng muốn là con mình là những đứa con khỏe mạnh, những đứa con ngoan ngoãn, là những đứa con vâng lời nhất, có đúng không? Nhưng mà con của chúng ta cũng là con người, chồng của chúng ta cũng là con người, vợ của chúng ta cũng là con người. Mà đã là con người thì nhân vô thập toàn, không ai hoàn hảo được. Mà không ai hoàn hảo có nghĩa là gì? Là đều có lỗi, đều có những thiếu sót, sẽ có những lúc làm cho chúng ta thất vọng, có những lúc làm cho chúng ta bị tổn thương. Cho nên nếu chúng ta chỉ dựa cái niềm vui, sự bình an, hạnh phúc của chúng ta hoàn toàn vào vợ, vào chồng, vào con cái của chúng ta thôi, thì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ bị thất vọng và đau khổ. Nói như vậy tôi không có phải là tôi nói rằng hôn nhân gia đình là đau khổ, là chán, là không nên. Không phải vậy, mà tôi chỉ nói tới cái thực tế thôi. Chỉ có nơi Thiên Chúa và chỉ có trong Thiên Chúa là đứng duy nhất, không bao giờ làm tổn thương đến chúng ta, không bao giờ phản bội chúng ta cả. Chúng ta có thể phản bội Thiên Chúa, nhưng mà Thiên Chúa thì không bao giờ phản bội với chúng ta. Như lời Thánh Phaolô nói rằng, bởi vì tự trong bản tính của Ngài, Thiên Chúa đã là sự trung thành rồi. Cho nên chúng ta chỉ tìm được sự hạnh phúc, tìm được sự tự do thực sự nơi Thiên Chúa mà thôi. Còn nếu chúng ta dựa niềm vui, hạnh phúc, sự bình an của chúng ta vào bất cứ một cái thứ gì trên trần gian này, thì sớm hay muộn, cách này hay cách khác, nhiều hay ít, chúng ta cũng sẽ cảm bị thất vọng và bị đau khổ. Đó là một thực tế. Tôi sẽ có giờ để cho ông bà anh chị em đặt câu hỏi. Và cái cuối cùng, đó là trong cầu nguyện sẽ liên kết cuộc đời chúng ta lại với nhau. Như lúc nãy tôi có nói, vì cuộc sống bôn ba, vì công ăn việc làm, vì những bất ổn trong gia đình, đôi khi vì tình cảm gia đình, vợ chồng con cái xáo trộn, đôi khi cuộc sống của chúng ta nó bị scatter. Như lời Chúa Giêsu nói đó, ai không ở trong ta, ai không thuộc về ta, thì người đó sẽ bị scatter, có nghĩa là gì? Là bị tản mát, bị rải rác. Rất nhiều cá nhân cũng như gia đình ngày hôm nay nhìn lại thấy cuộc sống của ta hầu như nó cứ rải rác làm sao đó. Gia đình của đang ngày hôm nay cũng vậy, nó cứ không có một cái gì đó để gắn kết lại. Thì chỉ có trong cầu nguyện, thương bà anh chị em. Ngày xưa khi tôi còn là chúng sinh đi học đó, thì cha linh hướng của tôi thường nói như thế này này: con tin cha đi, con cứ cầu nguyện thì con sẽ học được bài. Tôi nghĩ là cái điều đó thì nó hơi mâu thuẫn, không có giờ để học bài mà lại bây giờ lại phải cầu nguyện đi thì mới có giờ học bài, thì nghe nó mâu thuẫn quá. Ngày mai thi rồi không lo ôn bài, cứ lo cầu nguyện đi, có chắc là đậu được không? Nghe nó mâu thuẫn quá. Nhưng Ngài cứ nói với tôi rằng, con tin cha đi, con cầu nguyện đi, rồi con sẽ học bài được. Tôi thử tập, và là có những lúc tôi thành công, không phải 100%, có những lúc thành công. Và tôi đã suy niệm tại sao Ngài lại nói như vậy, thì tôi mới suy ra như thế này: tại sao cầu nguyện là có việc học bài? Thứ nhất, khi chúng ta cầu nguyện đó, chúng ta tập trung vào Thiên Chúa, chúng ta có giờ lắng đọng xuống để chúng ta nhìn vào Chúa, nhìn vào cuộc đời của chúng ta, nhìn vào công việc của chúng ta một cách nào đó, chúng ta nhìn thấy sự việc nó rõ ràng hơn. Còn nhiều khi chúng ta cứ lo lắng bôn ba đủ trăm chiều, chúng ta nhìn sự việc nó không rõ. Tiếng Việt chúng ta có câu là gì? Giận quá mất khôn, thế không nào? Cho nên chúng ta phải xin Chúa ban chúng ta ơn bình an. Bình an để làm gì? Bình an thì mới bình tĩnh. Bình tĩnh rồi thì nhìn sự việc mới thấu đáo, mới rõ ràng, thì khi quyết định nó mới sáng suốt được. Thế là trong lúc chúng ta cầu nguyện, chúng ta lắng động tâm hồn chúng ta xuống, thì chúng ta bình an, bình tĩnh, chúng ta mới nhìn sự việc rõ ràng. Thế là chúng ta mới biết sắp xếp công việc, sắp xếp như thế nào để cho nó hợp lý mà chúng ta học hành và làm việc.
cầu nguyện giúp cho chúng ta cái điều đó, giúp cho chúng ta nhìn sự việc rõ ràng hơn, tổng quát hơn, và giúp chúng ta biết sắp xếp công việc làm sao để cho nó có hiệu quả. Chứ không phải là cứ học nhiều mà thành công, không phải làm nhiều mà thành công, mà là chúng ta biết sắp xếp công việc và biết có những quyết định chính xác. Rồi cái điều nữa là tôi tin là gì? Khi chúng ta lo việc của Chúa thì Chúa sẽ lo việc của chúng ta. Rồi bây giờ để tóm kết cái bài chia sẻ của tôi thì tôi xin tóm kết như thế này để chúng ta thấy được những cái điểm mà tại sao cái việc cầu nguyện, chúng ta nên khao khát cầu nguyện và ước ao cầu nguyện. Chúng ta ước ao khao khát cầu nguyện, lý do thứ nhất đó là vì Chúa mời gọi chúng ta cầu nguyện. Chúa đánh động chúng ta cầu nguyện. Chúa chỉ dạy chúng ta cầu nguyện, hay nói cụ thể hơn, Chúa ra lệnh cho chúng ta cầu nguyện. Điểm thứ hai, đó là chúng ta cầu nguyện là bởi vì Chúa đánh động chúng ta. Chúa là tác nhân đầu tiên, không phải tự chúng ta biết cầu nguyện, mà là Chúa đến với chúng ta trước, chứ không phải là chúng ta đến với Chúa trước đâu. Chúng ta cứ nghĩ rằng khi cầu nguyện chúng ta đến gặp Chúa, nhưng mà thực sự Chúa đã đến gặp chúng ta trước rồi. Cái điểm thứ ba, đó là khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta đang bước vào một cuộc tình với Thiên Chúa. Cầu nguyện là việc làm của những người đang yêu, cầu nguyện để rồi yêu mến Chúa. Điểm thứ bốn, khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta được nếm thử mùi vị của thiên đàng, để chúng ta được thêm sức mạnh, được thêm hy vọng, được thêm sự bình an trong những đau khổ chân chiên cuộc đời của chúng ta. Điểm thứ năm, chúng ta cầu nguyện để rồi chúng ta biết Chúa, và chúng ta cầu nguyện để chúng ta biết chính bản thân của chúng ta. Điểm thứ sáu, đó là chúng ta cầu nguyện để rồi chúng ta dễ cảm thông hơn với những đau khổ, những khó khăn của người khác. Chúng ta cầu nguyện để rồi chúng ta được trở nên bác ái, yêu thương hơn. Và điểm số 7 là chúng ta cầu nguyện bởi vì cầu nguyện là con đường để cho chúng ta được tự do. Và cuối cùng, đó là chúng ta cầu nguyện để rồi chúng ta có thể nhìn rõ sự việc, chúng ta có thể gắn kết cuộc đời của chúng ta, gia đình của chúng ta lại với nhau. Và giờ đây tôi xin tạm dừng bài chia sẻ của tôi ở đây, để rồi tôi dành ít phút cho ông bà anh chị em, ai có thắc mắc câu hỏi gì thì chúng ta có thể chia sẻ. Xin quý ông bà anh chị em cho cha giận đức Nguyễn Thiết Thắng được cầm tay ạ. Chúng con có những máy nói ở để các con đường đi, nên quý ông bà anh chị em có câu hỏi nào trên này, xin quý ông bà anh chị em tiến lên để chúng con nhìn thấy, để giới thiệu quý ông bà anh chị em cho cha. Tôi thú tội với ông bà anh chị em này. Nhiều khi tôi đi giảng như vậy tôi cảm thấy rất là ấm ức. Ấm ức cái điểm là gì? Là nếu như tôi lấy có vợ, có con đó, mà tôi phải gọi là điêu, phải đối diện những vấn đề vợ con đó, thì nó không kể. Cái này vợ không được lấy, con không có, mà cứ toàn là phải lo cái chuyện vợ con của người ta không à. Cho nên là tôi cảm thấy ấm ức. Giá giờ tôi có vợ có con mà tôi cứ phải lo những việc vợ con á, thì nghe nó cũng có đấy là có chơi có chịu, đúng nào. Cái này tôi có chơi đâu mà tôi có phải chịu không à. Đã vậy rồi có một lần tôi đi giảng lại có một ông là còn phê phán tôi như thế này nữa. Khi tôi giảng á thì ông nói tôi là thưa cha, nếu mà cha cứ nói giảng về giáo lý, về thần học này kia đó thì cha cứ nói thoải mái. Nhưng mà việc gia đình thì cha đừng có nói. Việc gia đình là để cho chúng con nói. Có nghĩa là ông nói muốn nói là gì? Cha có vợ con thì biết đâu mà nói. Toàn là nói trên lý thuyết thôi chứ nó biết gì mà nói. Cho nên cha đừng nói những chuyện vợ chồng con cái. Để ông con là những người có vợ chồng con cái nói thôi. Cha chỉ nói về Chúa, về thần học thôi. Ông bà thấy có ấm ức không? Tôi cảm ơn ông đấy. Tôi nói với ông như thế này, cảm ơn ông đã có ý kiến, nhưng mà thưa ông như thế này này, các ông các bà nhìn vào đời sống gia đình một cách nó rất là hẹp hòi. Nhiều khi nghĩ về đời sống gia đình, ông bà chị em cứ nghĩ tới chuyện vợ chồng thôi. Nhưng mà đời sống gia đình nó lớn hơn là chuyện vợ chồng. Đời sống gia đình nó có bố, có mẹ, có anh, có em, có cha mẹ, đúng không nào? Thế
Thế là tôi không có vợ, không có con, nhưng mà tôi có bố, có mẹ không? Có. Tôi có anh chị em không? Có. Tôi có các cậu, bà. Có nghĩa là tôi cũng đã từng nhìn thấy cha mẹ tôi cãi nhau. Tôi nhìn thấy anh chị em của tôi đấu đá nhau. Thế tôi cũng biết nhiều gì, biết đời sống gia đình chứ. Lại tao nói là tôi không biết cái gì về gia đình. Thằng nào, tôi đâu phải là con khỉ chui trong vùng từ tôn ngộ không cứ được đá ra đâu. Cho nên nói rằng các cha, các thầy, các sơ không biết gia đình chứ đừng có nói. Tôi nghĩ đó là vu oan cáo vạ. Chúng tôi không biết chuyện vợ chồng, nhưng mà chúng tôi có cha, có mẹ, có ông, có bà, có anh chị em. Chúng tôi biết chứ. Chúng ta được sinh ra lớn lên trong một gia đình. Chúng tôi thấy gia đình chúng tôi vất vả, khổ cực. Cha mẹ nào lại bảo chúng tôi không biết gì về gia đình cả thì oan hơn oan thị kính nữa. Cho nên thứ nhất, trong vấn đề gia đình dạy dỗ con cái đó, không có một cái phương pháp nào là phương pháp hoàn hảo cả, mà chúng ta phải tùy cơ mà ứng biến. Mỗi hoàn cảnh mỗi khác, mỗi trường hợp mỗi khác. Cái trường hợp này đúng cho trường hợp này, nhưng có khi nó lại không đúng cho trường hợp kia. Cho nên đừng bảo rằng cha Thắng nói như vậy nha. Thế là trong trường hợp của chị đó, cho tiền cho con nó chỉ là tạm thời thôi, hoãn binh thôi, chứ nó không phải là cái cách để giải quyết rồi tận nơi đến nơi đến chốn. Cách giải quyết đến nơi đến chốn là gì? Là làm sao để cho con cái của chị nó có giờ nó tâm sự với nhau, nó hiểu nhau, nó thông cảm với nhau, để nó có thể đối thoại được với nhau. Đó mới là về lâu về dài. Còn cho nó tiền chỉ là tạm thời hoãn binh thôi. Mà may là chị mất có 80 một tuần thôi. Nhiều người mất mấy ngàn mà vẫn ăn thua gì hết á. Cái thứ hai đó, đúng, nhiều khi chúng ta chỉ đến với Chúa trong những đau khổ thôi, còn vui sướng thì không thấy đâu. Cái điều đó đúng, tuy nhiên cứ đến với Chúa, đừng có ngần ngại gì cả. Ngày mai tôi sẽ nói nhiều về vấn đề đó. Ngay cả khi chúng ta khô khan, ngay cả khi chúng ta nguội lạnh, ngay khi chúng ta đến cầu nguyện ngồi đó mà không cảm nhận được cái gì hết, có khi thân xác đi linh hồn chỗ khác, cũng vẫn cứ đến cầu nguyện. Bởi vì một trong những điều quan trọng nhất của cầu nguyện không phải là chúng ta cầu nguyện có sốt sắng hay không, hay cái này khi không, mà điều một cái điều quan trọng nhất trong đời sống cầu nguyện là gì? Là trung thành trong đời sống cầu nguyện. Thánh nữ Teresa Calcutta đã nói rằng Chúa không đòi hỏi chúng ta thành công, mà Chúa chỉ đòi hỏi chúng ta trung thành thôi. Hãy trung thành trong đời sống cầu nguyện, khi vui cũng như khi buồn, khô khan cũng như nguội lạnh, không có ý tưởng gì, không cảm nhận được cái gì, cũng cứ cầu nguyện. Và tôi sẽ tiếp tục nói là làm sao để cầu nguyện vào ngày mai nha. Dạ vâng, mời anh. Dạ, xin mời anh nha. Con xin chấp chân cảm ơn cha đã có bài khai thử ý nghĩa là để giúp bồi bổ chúng con trong những cái chủ đề này. Khi nói về chủ đề cầu nguyện ngày hôm nay, con xin được phép nói về Chúa Giêsu, là trong những năm tháng Chúa Giêsu ở trần gian này, Chúa Giêsu đã chỉ dạy các thánh tông đồ và Chúa Giêsu luôn luôn cầu nguyện với Chúa Cha. Và ngày cuối cùng trước khi chịu chết, Chúa Giêsu đã nói với Chúa Cha là xin Cha tha thứ cho tội lỗi của họ vì họ không biết những việc họ đã làm. Theo chúng con được hiểu của là vào ngày cuối cùng đó, cổng thiên đàng mở ra, cổng thiên đàng mở ra để chào đón Chúa Giêsu về. Nhưng có một câu cuối cùng đó là Abba, Abba là Cha, sao Cha lại bỏ con. Xin Cha hãy giải thích ý nghĩa câu đó. Câu cầu nguyện đó có nghĩa là gì? Xin cảm ơn Cha. Vâng, cảm ơn anh. Lạy cha, sao cha bỏ rơi con? Đó là một trong 7 lời chối cuối cùng của Chúa Giêsu trên thập giá. Lạy cha, sao cha nỡ bỏ rơi con? Cái điều này, nếu chúng ta cảm nghiệm được cái điều này thì chúng ta mới thấy rằng cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá nó đau khổ đến như thế nào, và Chúa Giêsu hy sinh chúng ta đến như thế nào. Như anh nói đấy, trong suốt cuộc đời của Chúa trên trần gian này, 33 năm trên trần gian này, Chúa Giêsu luôn sống kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa Cha. Dù Chúa Giêsu có bận rộn rao giảng như thế nào thì đêm tối về Chúa vẫn đi vào nơi hoang vắng để cầu nguyện với Thiên Chúa Cha. Hay là bận rộn cho đến khuya rồi thì sáng sớm khi các tông đồ còn đang ngủ, Chúa Giêsu lại đi vào nơi hoang vắng để cầu nguyện với Thiên Chúa Cha. Chúa Giêsu luôn luôn kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa Cha. Trước khi Chúa Giêsu làm một phép lạ, Chúa Giêsu cũng nói chuyện Thiên Chúa Cha. Chúa Giêsu chúc tụng Thiên Chúa Cha. Rồi ngay trong vườn cây dầu, lạy cha, nếu có thể xin cha cất chén đắng này đi, nhưng mà đừng theo ý con mà theo ý cha. Vậy mà trên thập giá,
Chúa Giêsu liên kết mật thiết với Thiên Chúa Cha đến như vậy, mà giờ này trên thập giá, Chúa Giêsu có cảm thấy rằng là gì? Là hầu như Chúa Cha cũng bỏ rơi mình rồi. Tại sao vậy? Thứ nhất, đó là bởi vì Chúa cảm nhận được tội của nhân loại quá nặng. Trên thập giá, Chúa chết trên thập giá vì ai? Vì tội của nhân loại. Mà tội đã làm gì? Tội làm cho con người xa rời Thiên Chúa. Cho nên Đức Giêsu Kitô là Đấng Thánh, là Thiên Chúa, là Đấng kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa Cha. Nhưng mà vì yêu thương con người, gánh cái tội con người nặng đến mức độ rằng Chúa Giêsu cảm thấy rằng chính cái tội con người làm cho Thiên Chúa Cha cũng như là tách rời Chúa Giêsu vậy. Để chúng ta thấy được cái sự khủng khiếp sức nặng của tội con người đã đè lên vai Chúa Giêsu như thế nào. Bởi vì khi con người phạm tội là con người tự tách rời thiên mình ra khỏi Thiên Chúa. Chúa Giêsu sống kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa Cha, nhưng mà sẵn sàng gánh cái tội con người. Tội con người gần như là chiếu nặng trên đôi vai của Thiên Chúa, Chúa Giêsu, để gần như là Ngài bị kéo tụt xuống, Ngài cảm thấy mình cũng đang xa rời Thiên Chúa Cha rồi. Cái điểm thứ hai, trên thập giá ấy, Thiên Chúa dựng nên muôn loài lại cảm thấy rất cô đơn. Những người thân yêu của Chúa hầu như đã bỏ chạy hết rồi. Chúng ta nhớ trong vườn cây dầu, Chúa Giêsu nói với tông đồ khi các ông lang đang ngủ đó, Chúa nói là gì? Là các con không thức được với thầy thêm một giờ sao? Thầy trò ở với nhau 3 năm trời, ngày đêm có nhau như vậy, mà bây giờ Chúa sắp sửa một cái việc hết sức quan trọng xảy ra với thầy của mình mà các tông đồ hầu như chẳng hay biết gì cả, cứ lang đang ngủ thôi. Chúa Giêsu hết sức cô đơn, để rồi Thánh Kinh nói gì? Mồ hôi của Ngài túa ra như máu vậy. Và theo những nhà khoa học nói là gì? Là chỉ có con người khi cảm thấy một cái sự đau đớn tột độ, không phải là thể lý và cái tinh thần, để làm gì? Để những cái mạch máu nhỏ trong con người đó nó bị bể ra, để rồi máu nó tuôn ra ngoài cùng với mồ hôi. Chúa Giêsu cảm thấy cô đơn, cho nên Ngài kêu lên lạy cha, sao cha nỡ bỏ rơi con. Đó không phải là một thực tế xảy ra, nhưng mà đó là cái cảm nghiệm khi Ngài gánh nhận cái tội lỗi con người kéo Ngài tụt xuống. Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật, nhưng mà cũng là con người thật. Mà là vì con người thật cho nên Ngài cũng cảm nhận được sự cô đơn khi đối diện với những đau khổ, những thử thách. Chúng ta cũng vậy thôi. Trong những đau khổ chúng ta dễ cảm nhận được sự cô đơn của mình không? Có chứ. Nó là như vậy thưa anh. Chúng ta chỉ còn có 5 phút nữa thôi. Thầy thường hy vọng cha sẽ cố gắng giải thích trả lời cho chúng con. Hai câu hỏi cuối cùng chị, xin mời chị trước. Thưa cha, con rất ao ước được cầu nguyện. Khi con nói chuyện với mọi người, dù là người lạ hay người quen, con mở lòng ra, con nghe và con nói chuyện rất là thân thiết với họ. Nhưng mà khi con cầu nguyện, chỉ 1 giây, 2 giây là con không biết nói gì nữa cả. Thì con hãy nhờ những lời kinh hoặc những câu trong kinh thánh để con mượn những cái đó. Thì xin cha chỉ điểm cho con làm cách nào để cảm thấy gần gũi với Chúa và cầu nguyện với Chúa. Dạ vâng, cảm ơn cô. Khi chúng ta cầu nguyện đó thì đa số chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta phải làm cái gì, đúng không nào? Phải nói cái gì hay là phải đọc cái gì đó. Không thì chúng ta chia trí thôi bà anh chị em. Cầu nguyện không nhất thiết như tôi nói đó, không phải là chúng ta đến gặp Chúa mà Chúa đến với chúng ta trước. Cho nên cầu nguyện không nhất thiết chúng ta phải làm cái gì. Đôi khi cầu nguyện chỉ đơn thuần là gì? Là sống trong sự hiện diện của Chúa, chỉ vậy thôi. Ngồi ở đó, Chúa nhìn chúng ta nhìn Chúa, đôi khi vậy cũng đã đủ rồi. Bởi vì sao? Những bạn trẻ khi họ mới yêu nhau đấy, thấy không nào? Thế là họ cứ phải nói với nhau chít cha chít chát. Nhiều người nói đấy, mới cưới nhau thì nói chuyện với nhau, đến lúc cưới nhau 5 năm, 10 năm rồi không nói chuyện nhau nữa, nhưng mà sao? Nó hét lên với nhau thôi. Đấy, rồi sau này là bát đĩa nó nói chuyện với nhau. Nhưng mà tôi nói này, ở đây có những bà lớn tuổi đó. Những bà già sống với nhau 50 năm, 60 năm, 70 năm. Họ ở trong nhà với nhau, họ đâu nhất thiết gì phải nói với nhau đâu. Nhưng mà ông đang đọc báo, giờ biết bà đang ngồi đó làm cái gì đó, tự nhiên cũng cảm thấy bình an, hạnh phúc rồi. Không nhất thiết phải nói gì nhiều cả, họ chỉ cảm nhận được sự hiện diện của nhau thôi. Rất quan trọng. Ông bà ngoại của tôi kết hôn với nhau được 76 năm, ông ngoại tôi mới mất.
Thì khi ông mất rồi đó, bà nội bà ngoại tôi suy sụp rất nhiều. Một cái điều bà ngoại tôi không muốn đi đâu, và bà nói như thế này này. Bà nói rằng ngày xưa đó, đi đâu về thì còn có người hỏi bà đi đâu về đấy. Trời nắng vậy sao bà đi lâu vậy? Còn bây giờ đi về không ai hỏi cái gì cả và cảm thấy cô đơn. Đâu có phải nói nhau mỗi ngày đâu, chỉ cái sự hiện diện của nhau thôi. Rồi bà tôi cứ nhìn lên đây đấy, ông cứ ngồi trên bàn thờ và ông chẳng nói gì cả. Cho nên cầu nguyện đôi khi thuần túy chỉ là gì? Là chúng ta đến, chúng ta nhìn Chúa, Chúa nhìn chúng ta, đôi khi vậy là đủ rồi. Không cần thiết là phải nói cái gì cả. Dạ vâng. Thưa cha, câu hỏi cuối cùng.